Như câu chuyện hôm qua nhà Đức kể cho vị nghe đó, đứa bé 15 tuổi có thấy không? Trời ơi, lọt vô cái bánh xe 15 tấn. Nó cuốn vô bánh xe, nó quay quay trong á. Xong xe thắng là cái lú đầu ra Ai Di Đà Phật. Kinh khủng không? Nó dính vô cái bánh xe 15 ký, 15 tấn, nó quay 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 trong á. Vậy mà thắng xe lại lú đầu ra Ai Di Đà Phật. Tuột hết thịt đùi của nó. Cái thịt đùi mép bên chân phải tuột á. Nó cuốn vô trọng á. Mà quý vị tin rằng là không gãy xương không? Lạ chưa? 10 người ta nói chết 10 người vậy mà không chết. Lú đầu của niệm Ai với Đạo Phật mới ghê chứ. Xong rồi á, đem nó ra thì thịt đùi nó bị tuột hết rồi. Nhưng mà lạ kỳ là xương không gãy. Xương không gãy. Quý vị thấy cái công đức màu nhiệm niệm Phật chuyển hóa chưa? Nè, mình làm được điều đó đi. Gặp trường hợp gì mà mình lú đầu ra Di Đà Phật. Gặp mà mình không biết niệm Phật rồi mình lú đầu rồi mình chửi cái thằng tài xế thì mình tiêu rồi. Bỏ mạng rồi đúng không? Là mình chết chắc rồi. Nè, xong lấu thịt đùi bên đây, đắp qua đùi bên đây, phẫu thuật lại. Bây giờ nó trở lại bình thường. Đi lỡ cái lớp đạo làm con học tập nè. Nó nên từ nơi đó rõ ràng chưa, ghê chưa? Như Đức nói cái công đức màu nhiệm niệm Phật chuyển hóa thù thắng lắm. Nó, những Đức nói với quý vị, ai mà có bầu bì mà niệm Phật mà đi đến chùa mình tu, sau này đẻ con cũng đặc biệt. Thấy rồi, con nít về chùa mình đặc biệt không à, bầu bì mà biết niệm Phật ăn chay đồ đẻ con ra đặc biệt không. Nó dễ thương quá trời, dễ thương luôn. Cái đứa nhỏ mà đòn chị Mai mà Vũng Tàu, thấy chưa? Đứa bé nhỏ, từ cái đứa bé nhỏ đâu phải là nó đẹp gì quá đâu, mà sao nhìn nó dễ thương lạ kỳ ghê đấy. Mấy tháng đâu, gặp Như Đức làm nè, gặp Như Đức làm gì đó, nó biết Như Đức sao đâu á, nó gặp Như Đức là làm gì đó, à. Giống như nó mừng mà nó không biết nói cái gì. Nó gặp nó mở mắt cái trợn nhìn, nó nhìn gì nè. Nhà Đức đi phớt ngang nó làm nè. Mấy tháng đâu đó, mà nó nghe tiếng niệm Phật, như Đức niệm lên cái là nó nhìn lum lum vậy đó. À, quen rồi. Mẹ nó mà nghe nói lại 2000 lại, xong bữa sau đi đẻ luôn. Kinh không? Đẻ ra nó thù thắng gì đó. Nó mấy tháng đâu mà nó vậy đó. Mà đi lên đến cái lớp đạo làm con, đi đến cái chỗ đông người, nó không bao giờ nó khóc gì chứ. Nít nào mà ngộ vậy? Mấy tháng mà lại chỗ đông đúc nóng nực mà không khóc, dễ dữ lắm. Mày thấy không? Cái nghiệp người ta đến thế gian, người ta chuyển nghiệp rồi đó. Đó. Nên á, nghiệp nặng chuyển nhẹ, công đức niệm Phật. Nghiệp nặng chuyển nhẹ. Nên mình á, mình niệm Phật mình tu á, mà trong cái cuộc đời này mình gặp bao nhiêu sự vất vả, khổ đau hoặc là những sự trở ngại đó, mình hãy tin 100% đi. Nghiệp tam đồ trả qua báo. Nhớ. Trả qua báo thế gian, chuyển nghiệp tam đồ. Yên tâm đi, cứ lo niệm Phật, không có sợ gì hết trơn á. Mình là người niệm Phật, mình đừng bao giờ trách Phật. Mình trách tại sao con làm nhiều điều thiện mà con gặp tai nạn. Đừng có trách Phật, quý vị yên tâm đi. Niệm Phật, Phật nghe, lễ Phật, Phật thấy, nhớ Phật, Phật đến gần. Yên tâm, cái nghiệp nặng cỡ nào đi chăng nữa, đã chuyển rồi. Chúng ta là cặp mắt phàm phu, chúng ta không biết đâu, chuyển hóa rồi. Ôi ơi, trả qua báo mà chuyển quả báo tam đồ, quý vị nghĩ đi, Phật ưu ái mình cỡ nào chưa? Quý vị nhớ nè, chúng ta trả qua báo nó khổ chỉ có một phần thôi. Còn chịu quả báo tam đồ tới 1 tỷ lần đã. Chứ bị biết là 1 phần tỷ đó. Vậy mà chuyển chả có 1 phần, không trả 1 tỷ. Ôi ơi, vậy mà mình còn trách nữa. Bởi vì những Đức nói rằng là tổ sư nói phải tin sâu nhân quả bạn ư. Phải tin sâu nhân quả. Nhớ, phải tin sâu nhân quả. Có người mà tin sâu nhân quả bao nhiêu rồi ít phiền não bao nhiêu à.
Hãy tin 100% đi, tất cả những cái quả gì trong cuộc đời này gặp là từ nhân gieo. Tất cả những gì chúng ta gieo nhân đời này là quả nhất định sẽ gặp. Vợ chồng con cái gặp nhau đều tính hết vào nhân quả. Sự nghiệp của cải thành đạt đều tính hết vào nhân quả. Chừng nào quý vị giảng sanh đều tính vào nhân quả. 100% nên tin nhân quả đi. Tin 100% luôn à. Đừng có than thân trách phận gì. Như cái cô kia con có hai mấy tuổi mắc, mà đúng ra là nó đi thi ngày thứ sáu thí dụ. Bà kêu nó thứ tư đi đi. Tự nhiên thứ tư nó đi cái nhỏ tai nạn như chết queo. Xong trong lòng cô đau khổ của nó, tại cô kêu thứ tư mà nó mới chết. Cô gặp những đức mà cũng chưa biết tu gì, cái phái đoàn cũng biết cái đích à. Những đức nói một câu, bây giờ cô muốn giúp con cô không? Cô muốn giúp con hết khổ không? Cô nói dạ muốn thầy. Đừng có khóc nữa. Nhắn mạnh một câu vậy thôi. Cô muốn giúp con cô hết khổ không? Dạ muốn thầy. Đừng khóc nữa. Đừng tự trách mình nữa. Tự trách mình là tạo nghiệp. Vì nhân quả mà tự trách mình làm gì? Tất cả những việc gì trong cái cuộc đời này người ta không hiểu, người ta trách mình. Nhưng mình đừng nên dùng cái câu trách mình, mà mình hãy niệm A-di-đà Phật. Nhớ nghe, tất cả cái gì cũng là có nhân có quả. Duyên đến thì gặp, mà duyên hết thì xa. Hãy tin 100% chỗ này. Đừng bao giờ trách mình. Tại sao tại mình mà nó bị như vậy? Không có cái chuyện tại mình đâu. Cả cái việc phá thai, chuyển nghiệp phá thai, niệm Phật chuyển nghiệp phá thai, cả việc phá thai, những thai nhi nghe nè, nếu mà mình có phước làm người, ai phá được mình? Có phước làm người, đúc cái kéo vào gãy kéo, đúc cái dao vào gãy dao. Cái ngày chuẩn bị đi phá thai, bể bánh xe, bữa sau người ta chở đi lật xe, không có phá thai được. Cho quý vị biết đó. Nên tất cả các thai nhi nè, các con à, đừng có mang cái tâm oán hận mà không hiểu nhân quả. Các con sẽ mãi mãi trôi lăn trong cái nghiệp lực khổ đau. Nghe đi, các con cởi mở tâm tư ra. Số mạng các con là không đủ phước làm người, nên chỉ đến thế gian rồi bị giết đi. Cũng như thờ kiếp nào mà mình cũng đã từng giết người ta khi người ta vừa mới đến. Cái nguyện báo thù đó tới bây giờ. Cái nguyện báo thù đó tới bây giờ nè. Nên niệm Phật chuyển cái nghiệp khóa thai. Vì sao niệm Phật chuyển nghiệp khóa thai? Vì nguyên lý của niệm Phật là giác ngộ. Cái nghiệp mà chuyển là từ đâu? Cái nghiệp là ở đâu mà chuyển? Không có cái nghiệp. Nhưng tại sao gọi là có nghiệp? Tại vì chấp nghiệp. Buồn không có, giận không có, vui cũng không có. Nhưng mà tại sao có vui có buồn? Vì chấp vui chấp buồn, chứ không có à. Nên mới nói câu là trần gian vốn là mộng. Nó là mộng, thực hư cũng là mộng. Dù vui hay buồn cũng là mộng, chỉ là mộng mà thôi. Nó là mộng, mà do mình chấp vào vui, chấp vào buồn, chấp vào đẹp, chấp vào xấu là do tình chấp của mình mà ra. Nên cái chữ Phật là tại sao tiêu nghiệp? Chữ Phật là giác ngộ. Nó giác ngộ nên nó mới mở tan cái chỗ mà mê hoặc mộng mị kia ra. Thì tức khắc không có cái nghiệp gì hết. Vì tự tánh làm Phật của mình là hoàn toàn đầy đủ. Nhưng vì sao mình làm kẻ phàm phu? Bây giờ là mai mốt làm súc sanh. Dạy gì đi làm kẻ phàm phu tội lỗi nặng nề, rồi làm súc sanh khổ đau. Tại vì chấp mộng, chấp mê mà thành mê. Bây giờ mình chỉ cần chấp giác thì thành Phật. Cái nguyên lý này vì nghe không? Cái này quan trọng cực kỳ luôn. Nghe mà hừng hực cái tâm mình, tư mình luôn. Người nó hết buồn khổ liền nha. Bây giờ tất cả các thai nhi, các con mà hay quán thân trái chủ đi theo chúng ta nè. Bây giờ đầy có người đang ngồi đây, bao nhiêu quán thân trái chủ, chắc đứng đầy các cái sân chùa. Đầy ở ngoài chân á. Đừng nói chuyện dẫn chưa. Kìa họ vỗ tay sùm kìa. Khi Như Đức nói vậy mà quý vị có nghĩ Như Đức thấy không? Hahahaha.
Nghĩ thấy là thấy hơn, còn nghĩ không thấy là không thấy thôi. Nên từ nơi đó bị nhớ nè, đã là biết chấp nghiệp thì quay quần cái nghiệp đi khổ đau. Vì thì người hay hương linh hay quán thân trái chủ, mở ra tâm ra đi, đừng trở ngại nhau nữa, mà mỗi người lo tu đi, mỗi người lo tu đi. Thí dụ như năm xưa Nhân Đức nhậu, bây giờ Nhân Đức nghỉ nhậu. Ngày xưa Nhân Đức thích uống rượu, bây giờ Nhân Đức thích nghỉ, thích uống rượu, uống nước tương. Cũng mập lên ký ngon lành luôn. Nên Nhân Đức khuyên mấy ông, mình hút thuốc quen, đó là một tạp tính quen, quay tới quay lui nhiều lần. Bây giờ mấy ông sửa cái tạp tính quen, đổi lại thành niệm Phật quen, thì bỏ thuốc. Nhân Đức nói cho mấy ông nghe, nghe mấy ông mà niệm Phật với mấy ông uống rượu còn ngon lành gì chứ. Mấy ông biết vì sao mà mấy ông niệm Phật với mà uống rượu hết ngon không? Vì cái câu Phật hiệu nó có một cái tính giác phát triển. Niệm Phật là niệm cái quả giác của Phật đã thành. Mà cái quả giác của Phật đã thành mà làm nhân địa cho mình tu, mình lấy nhân địa mà là quả giác của Phật mà mình tu giết, nên cái quả giác của tâm mình phát triển. Khi cái quả giác của tâm mình phát triển, mình biết uống rượu nó không có lợi ích gì. Khi mình biết uống rượu không có lợi ích gì thì tự nhiên mình uống rượu không còn cảm giác. Nguyên lý nó là như vậy thôi. Mình uống rượu mà ngon là do vì mình mê hoặc, nên mình nghĩ uống rượu để giải buồn. Có nghĩa là uống rượu đi ra vẻ đàn ông này kia đâu, thì mình mê hoặc mình mới đi uống rượu. Chứ nếu như mình tỉnh, mình ngon quá, ngu gì mình đi uống rượu. Uống rượu vô là nó đi nghiêng qua ngã lỡ. Ví dụ mình bình thường mình nói chuyện gì mà khi mình uống rượu vào cái là tôi nói với anh biết em, bữa nay tôi biết uống với anh cho tới chiều luôn à. Đúng không? Mình thấy có đẹp bằng bình tĩnh gì không? Bình tĩnh gì nó ngon mà người ta lại tin tưởng mình. Nhưng mình uống rượu vô một cái là ai vậy? Gì? Chị Hai hả? À? Vợ của bạn hả? À? Mà sao chị này đẹp quá chị. Hiểu không? Là bắt đầu là cái vợ thằng bạn đó, thôi tránh vụ khác. Cái ông này bữa nay tôi thấy ông tàu lao rồi đó, thấy uống rượu vô ông tàu lao rồi đó ông ơi. Thôi được rồi, tôi đi chỗ khác đó nghe. Bữa khác tỉnh táo nói chuyện, bữa nay tôi thấy ông tàu lao lắm rồi. Thấy không? Mình uống rượu vô người ta nói mình tàu lao, mà nói đúng người ta cũng nói mình nói sai nữa. Nên Phật chế cái giới mà đừng uống rượu là cái lý rất là sâu sắc. Vì uống rượu vô người ta nói mình nói chuyện tầm bậy, mình nói đúng người ta cũng nói chuyện mà ta nói mình nói tầm bậy nữa. Phật tử coi trực tiếp không biết cái gì cười luôn à. Nên từ nơi đó mà bây giờ Nhân Đức khuyên tất cả những người uống rượu nên suy nghĩ lại. Nhân Đức không có kêu mấy ông bỏ, nhưng mấy ông hãy suy nghĩ lại đi. Cái việc cuộc chơi của mình mà chơi bao nhiêu năm nay nó có kết quả gì không? Mấy ông hãy suy nghĩ lại đi. Hiểu chưa? Rồi bây giờ mấy ông hút thuốc bao nhiêu năm nay, Nhân Đức khuyên mấy ông suy nghĩ lại đi. Tuy nó điếu thuốc không bao nhiêu tiền, nhưng một gói thuốc nó có tiền. Rồi mỗi ngày nó nhiều bữa thuốc nó có tiền. Bây giờ mấy ông hãy đem tất cả đồng tiền hút thuốc đó bỏ ống heo một năm đi. Rồi mấy ông lấy đồng tiền của một năm bỏ ống heo đó, ông mua quà cho vợ cho con mấy ông, rồi cúng dường tam bảo, đó còn ý nghĩa hơn nhiều. Đúng không? Rất là rõ ràng. Ông hút thuốc làm chi vậy? Nó lũng phổi. Phì phà hút thuốc làm chi? Để sâu ra ăn răng, răng bị vàng. Thấy chưa? Nên mình chỉ cần bỏ được cái đó là tốt. Mấy ông hãy suy nghĩ thật kỹ đi, có nên chơi nữa hay không, trong khi nhiều năm mình đã hút thuốc uống rượu rồi. Bây giờ mấy ông nghe cho thật kỹ đi, rồi mấy ông suy nghĩ cho kỹ, rồi mấy ông có nên làm hay không thì tùy mấy ông. Rồi bây giờ mình quýnh bài là cái thói quen, quýnh số đề là thói quen. Bây giờ mấy ông coi kỹ lại, khi quýnh bài mà ăn thì rủ anh em bạn bè đi chơi, mà khi thua thì mình chịu đạn. Rồi số đề này kia mấy ông thấy có ai giàu không? Cờ bạc là bác thằng bằng. Bây giờ mình nghe đạo rồi, những cái thói hư tật xấu này mình sửa từ từ đi, mình hoàn chỉnh mình tốt chứ có gì đâu. Rồi mình ôm gà đi đá. Bây giờ mình làm cha người ta rồi, bây giờ mình ôm con gà đi đá. Bây giờ mai mốt con gái mình ta muốn coi nó,
Ba của con nhỏ đó tối ngày ôm gà, đá gà tối ngày. Cái chồng cựa gà xẹt qua xẹt lỡ đâm ọc máu ra. Nuôi con gà mến tay mến chân, mang cựa sắt vô cho nó chém người ta. Nó chém người ta không được, người ta chém nó sặc máu. Nó đem tiền về ăn. Quý vị thấy không? Cái nghề này là cái nghiệp. Mình nó mang cựa cho người ta chém nhau thì cuộc đời mình sẽ chịu cái quả báo là người ta cũng mang cựa cho mình chém nhau. Nên Ấn Độ ngày nói đao binh kiếp là từng sát sanh mà ra. Mình giết chúng sanh làm sao thì nghiệp quả nó quay lại mình phải giết nhau như vậy. Những đức cô phiên kháng Nhật á, những đức thấy á, tự nhiên hai bên sống bình yên vậy, cái tự nhiên cầm súng bạch 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 chết queo quá trời. Mà thấy rõ ràng đao binh kiếp sát sanh. Tại mình sát sanh mình mang cái nghiệp sát nên bây giờ tự nhiên sống chịu sống đâu, hai bên cầm súng ta 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 máu hồng máu miệng chọc ọc ọc chết queo. Không, mình giác ngộ, mình coi phim nó cũng giác ngộ nghe quý vị. Coi phim cũng thấy giác ngộ nữa. Nó nên mấy cô chùa mình nó trẻ trẻ, nó yếu yếu. Những đức lựa những tư tưởng mạnh nhất để đột phá cho nó tư tưởng nó mạnh lên, cho nó gan dạ, nó sống cho nó có chữ trung nghĩa. Những đức thấy người ta bị bắt mà quýnh đặt người ta thấy ghê, mà ta không khai ra một câu, cãi họng người ta cũng không khai. Mình luyện cho mấy đứa này nó bên cạnh mình để nó trung nghĩa. Chứ nếu không mà nó sống với mình mà cái gì một cái là nó bán đứng mình như chơi. Hiểu không? Mình tập cho nó thành một tư tưởng vậy thì nó mới thành công. Nên người trong chùa mình đa phần người ta nó là một thể sống với nhau. Phải luyện cho người ta vậy đó. Còn người nào mà nó không có tư tưởng chung là nó tự bỏ đi. Nó vậy đó, rõ ràng luôn. Mình làm mình sống nó phải có ý nghĩa. Nên những đức nói cho quý vị nghe nè, cái nghiệp nó không có mà do chấp mà ra. Niệm Phật có thể chuyển được nghiệp phá thai. Những người mang nghiệp phá thai hãy nắm chắc câu Phật hiệu đi. Cứ đeo cái máy niệm Phật này rồi nghe Pháp mỗi ngày nha. Đeo máy niệm Phật nghe Pháp mỗi ngày, đăng ký cái trang của chùa mình đó. Mỗi ngày mình nghe Pháp hai thờ đó, quý vị coi nó đặc biệt lắm. Những đức nói quý vị mà nghe Pháp xuyên suốt mà hai thờ để nghe hoài đi rồi quý vị thấy. Trời ơi, chờ một tuần á nó dồn một cục, chờ một tuần mới đi đến đây nó dồn một cục. Mỗi ngày nghe hoài đi, có một chút là tiêu tan, có một chút là tiêu tan, có một chút là tiêu tan, tới chủ nhật đến lợi nghe. Vì sao? Vì nó thoải mái, nó nhẹ nhàng nên đi tự tại, phải không? Còn cái người mà nặng là đi vậy nè, đi mà nghiêng vai này nghiêng vai nọ nó nặng. Còn bây giờ mỗi ngày mình đều giải tỏa, chút chút là giải tỏa liền. Nên chủ nhật đến mình nghe mình tiếp thu ghê lắm. Cái tâm tư mình nó rộng rang nên nó bỏ vào dễ lắm. Còn nếu không á, một cục bự chà bá nó chặn lại cái trí tuệ của mình nghe không có vô. Nên mỗi ngày hai bài giảng nó cố gắng mà nghe đi. Nó cỡ mở hết trơn à. Nhẹ nhàng mà nó thoải mái, nó tự tại gì đâu. Hiểu không? Không, Thiền Đức nói vì biết trong cái cuộc đời này quý vị ngày nào cũng nghe có ông thầy ông giảng, nhưng là không phải dễ tìm đâu đó. Không dễ đâu á. Đâu mà ngày nào cũng có người giảng cho bị nghe. Mà là giảng chuyên niệm Phật mới ghê chứ. Quý vị biết á, có nhiều người, rất là nhiều người từ đó giờ ít gì cũng khoảng 20 người gặp những đức. Mà những người cũng không có đơn giản đâu. Dữ không? Gặp những đức hỏi gì biết không? Ủa sao thầy nói niệm Phật hoài bộ thầy thấy không có nhàm. Cả những đức đã từng nằm mơ luôn đó quý vị. Có lần đức kể cho quý vị nghe đó. Những đức nằm mơ những đức gặp nguyên một vàng người xuất gia không, mà bặn đồ là những cái phái tu lạ lạ không. Mà trong giấc mơ họ đến họ gặp những đức bậm trợn ghê lắm. Hỏi tại sao cái vậy người ta niệm Phật hoài vậy? Giáo pháp của Đức Phật 84,000 pháp môn, vì sao chỉ kêu người ta niệm Phật không? Những đức nói một câu, thì tôi niệm Phật thì kêu niệm Phật chứ làm gì. Vừa nói một câu tự nhiên biến mất tiêu chưa. Như đức tỉnh vậy. Nó không, quý vị thấy cả trong mộng mà còn có người đến hỏi nữa. Đừng nói chi bên ngoài. Họ nói tại sao cứ quyên niệm Phật hoài à, không nhàm hả? Thì những đức nói làm gì nhàm. Tại ông không có niệm Phật nên ông thấy nhàm. Mình tuy niệm Phật vậy chứ cái cảnh giới của mình có đột phá được cảnh giới của Phật đâu mà nhàm.
Trời ơi, mình niệm Phật, mình niệm hoài đây mà mình nói mình hưởng được cộng long của Phật còn chưa được nữa, đừng nói cái chuyện dẫn chơi mà nhàm. Chút xíu của Phật mình còn chưa nếm được nhiều bao nhiêu sao nhàm? Niệm hoài, niệm cả đời mà niệm vừa tới cực lạc mà còn niệm Phật nữa chứ đừng nói dẫn chơi nhàm. Càng niệm càng an lạc, càng niệm càng thích. Chỉ có cái người mình thấy niệm Phật mà nhàm là do họ không niệm. Không niệm Phật nên nó mới vô vị. Cái người mà niệm Phật không bao giờ vô vị đâu quý vị à. 100% quý vị luôn, sự thành công của chúng ta trong cái cuộc đời này, xin thưa quý vị nghe, câu Phật hiệu đó. Trời ơi, ngay câu Phật hiệu đó. Bây giờ trẻ em còn nhỏ nhỏ này nè, thử đi rèn từ nhỏ tới lớn mà niệm Phật đi rồi sẽ thấy à. Cái đứa bé này sau này nó có một cái cương vị địa vị lạ thường lắm. Người, đừng có nói mà người, cả cõi trời còn tôn trọng nó đi, cái người. Đã nói là niệm Phật là chờ người hoan hỷ mà. Người gặp mình hoan hỷ thì tôn trọng chứ sao. Chính bản thân Nhân Đức thấy ngày xưa ai tôn trọng Nhân Đức? Mà mười mấy năm nay Nhân Đức làm cái gì mà người ta tôn trọng Nhân Đức? Bây giờ Nhân Đức làm cái gì cho quý vị tôn trọng? Nhân Đức niệm Phật quý vị mới tôn trọng. Quý vị biết vì sao mà niệm Phật mà người ta tôn trọng không? Vì quý vị niệm Phật là quý vị kế bên Phật á. Mà ai mà không tôn trọng Phật? Đó. Thấy không? Rồi bây giờ nhiều cô ngồi trong đây là mấy cô thấy không? Mình niệm Phật nên mình dẫn đoàn đi tu. Mình làm trưởng đoàn mà nói người ta nghe. Thấy là cái cuộc đời mình nó cũng có một cái cương vị gì sống rồi. Chứ không giỡn đâu nghe quý vị. Mình dẫn người ta đi tu mà. Mà quý vị cứ lâu ngày cứ tiếp nói hoài đi. Quý vị thấy càng về sau quý vị sẽ thấy cái kết quả. Nhưng nhớ nghe, sự trở ngại gì cũng đừng có bỏ cuộc, đừng có chán. Tại vì mình làm trưởng ban, mình dẫn được 50-70 người đi tu. Mình không dẫn thì mấy người đó khi người ta bớt đi tu lại. Thì bây giờ muốn bớt cho người mà đi tu thì phải xử cái bà trưởng đoàn. Chứ xử ai? Xử bà trưởng đoàn không được thì xử cái bà phó đoàn. Nguyên lý nó là như vậy. Nhưng mà mấy bà toàn là kiên cố, không ai xử được. Kiên cố sao xử? Bây giờ Nhân Đức hỏi quý vị nè, người ta muốn lợn hù một người đó, người ta phải nhìn mặt người đó. Nó sắp sửa đến hù mấy kia, nói thôi thôi mày đừng hù nữa, nó gan dữ lắm, nó liều mạng lắm, mày hù nó làm gì cho mất công mệt thêm. Tao hồi xưa giờ tao thử hoài có được cái gì đâu. Thôi mày đừng có hù nó, mất công tốn xăng. Kệ nó đi, nó làm sao nó làm, kệ nó, đừng có hù nó. Còn người ta thấy mình yếu yếu, ta nhìn ta biết, ta lỡ ta hù mình đó, ta khảo đảo mình, ta hù mình không được, người ta chích người thân mình. Ừ, chích người thân mình đó, chứ không phải giỡn đâu nghe, người ta chích người thân mình. Quý vị mày nhớ nè, một ông thầy mà hướng dẫn Phật pháp quá nhiều người tu, người ta đụng ông thầy đó không được thì người ta làm cho người thân con cháu ông thầy đó không tu cũng làm tập bậy để mang tiếng ông thầy đó chứ. Rồi bắt đầu là người ta mới lật ngược lên cái gì, là ổng tu vậy tại sao con cháu không tu, mình nghe ổng làm gì, nó mới có lời nói, hiểu không? Trời ơi, nguyên lý này mình phải hiểu hết trơn á. Có nghĩa là có những người ta cũng thối tâm chứ không phải không thối tâm. Nhưng mấy vị mặc kệ người ta đi đâu người ta đi đi, mấy vị cứ duy trì hoài vậy đó, 2-3 năm, 1 năm, nửa năm sau tự nhiên người ta trở lại người ta tìm mấy vị à. Người mà trở lại tìm tôi biết bao nhiêu mà nói. Quá trời nhiều người gặp tôi nói một câu, con nghe pháp thầy lúc trước 2-3 năm xong con thấy cái thầy cứ quyên niệm Phật hoài, con nghe người ta dạy cái này cái kia nhiều thế ghê mà thầy cứ nói niệm Phật hoài, con nghĩ thầy có biết giống ôn gì. Con thấy vậy con đi theo người ta. Trời ơi, con đi 3 năm nay con quay về con thấy trời ơi cảnh giới của thầy bây giờ quá trời luôn. Con thấy bây giờ thầy cũng giảng vậy nữa. Con biết vậy là con ở với thầy tới bây giờ ngon quá trời luôn.
Xong rồi Như Đức hỏi, bây giờ đi mấy năm nay được cái gì? Nó dạ không có được cái gì, cũng không tu được cái gì. Mà con cũng không biết tu như thế nào luôn nữa, vì nó loạn hết trơn rồi. Bây giờ con hỏi thầy con phải làm sao? Như Đức nói, bỏ hết tất cả, làm lại từ đầu. Bỏ hết tất cả, làm lại từ đầu. Nó trời ơi thầy ơi, tính ra từ khi biết thầy và đi vòng vòng tới bây giờ, nó tính ra 2 năm nghe pháp thầy, bỏ không nghe nữa, rồi bây giờ đi vòng vòng hết 5 năm nữa. Bây giờ tính ra 7 năm mà thầy kia bỏ hết tất cả, làm lại từ đầu. Con thấy sao uổng quá trời uổng thầy. Những Đức nói cái bắt đầu của cái uổng của chú là nằm chỗ nào? Chú uổng cái nào? Nó dạ con cũng không biết con uổng chỗ nào. Tại vì họ không có phương pháp tu mà họ nói họ uổng. Bây giờ Những Đức hỏi chú uổng tụng kinh, uổng trì chú, uổng cầu siêu, uổng đi đầu này đầu nọ, uổng bố thí cúng dường. Chú uổng nguồn gốc là điểm nào? Nó dạ giờ con không biết con uổng từ chỗ nào mà ra. Có nghĩa là chú quá nhiều rồi, chú biết nhiều quá mà kêu chú buông tất cả. Thì chú nghĩ những gì chú biết đó mà kêu chú buông tất cả. Những Đức nói cho chú buông tất cả, chú chỉ cần niệm một câu Phật hiệu thì nó sẽ khai thác tất cả những cái chú đã biết. Mà bây giờ chú không buông tất cả là mãi mãi cuộc đời chú không có kết quả luôn. Vì chú đâu có đường hướng, đâu có mục tiêu. Sự thành công của Những Đức là ngay chỗ nào chú biết không? Ông hỏi chỗ nào? Bây giờ Những Đức nói chú nghe nè. Cách nay 7-8 năm Những Đức đã từng nói câu này rồi. Tôi nhất định sẽ cắm một cây cột một chỗ. Rồi cái cây này mỗi năm tôi đưa lên cao một chút, tôi đưa lên cao một chút, nhưng cái gốc là một chỗ. Cao một chút rồi tôi kéo cái lá cờ A Di Đà Phật lên. Rồi khắp nơi nơi từ từ nhìn thấy lá cờ đó mà đến. Các vị nhớ câu này Như Đức nói 7-8 năm về trước không? Như Đức làm rõ ràng luôn. Là Như Đức ở một nơi cứ kéo cờ A Di Đà Phật lên từ từ lên. Đó các vị coi, con người ta khắp nơi nơi nhìn thấy. Ta đồn ra ở nơi đó, địa phương đó có một người đó. Hiểu không? Ta đồn ra mà. Nhờ miệng đờ đồn. Nói mà chương trình khiếm thị thôi, miệng đờ đồn cỡ nào chưa? Tôi khoan nói miệng đạo. Miệng đờ đã đồn cỡ nào chưa? Cái người mà khiếm thị đa phần đờ không mà quý vị coi. Mà vô đây họ ngưỡng mộ Như Đức, họ gì họ đồn. Tờ ơi bây giờ mù què hoặc gặp Như Đức là đều biết hết. Thầy Đức phải không? Như Đức hỏi ủa sao biết tôi? Nói tờ ơi cái đám đi sinh bây giờ nó biết thầy hết trơn. Mỗi lần chương trình kiếm thị nó kéo một nhóm đến rồi nó về nó đồn ra mấy thằng đi sinh bây giờ cái ban biết thầy sạch nhất. Ghê chưa? Nó trời ơi, Nhân Đức gặp cái bà lụm bọc, bà lụm lon. Bà gặp Nhân Đức bà nói lỡ nhìn thầy cây coi. Ủa sao bà cũng biết tôi nữa? Trời ơi cái nhóm lụm lon lỡ chương trình khiêm thị, nó nghe thầy giảng xong nó gì nó đồn quá trời đồn thầy luôn. Bây giờ nhóm lụm lon đều biết thầy hết trơn rồi thầy ô. Nó thấy chưa? Nó thấy hay chưa? Đó cách làm thấy ghê không? Mà cái phát sinh ra thành công là từ đâu? Niệm Phật. Phải không? Giữ được cái gốc. Ông này 5 năm đi vòng vòng, cuối cùng mắt vương ngứa. Những Đức kêu bỏ tất cả đi sẽ có lại từ đầu. Không chịu bỏ. Những Đức nói ông không bỏ thì đời ông tàn đời, không có kết quả gì cuộc đời của ông hết trơn. Nhớ nè, đừng có tiếc nuối tầm bậy. Nghe nè. Nghe nè. Tất cả những gì chúng ta nghe, chúng ta thấy, chúng ta học, nó đều nằm hết trong A Lại Gia Thức, là cái thức thứ 8, không sót một miếng. Kêu mình bỏ nhưng thật sự không có bỏ gì, nó nằm hết trong tiềm thức rồi. Quý vị hãy lo phát huy một điểm nào chánh tông để trong tiềm thức của quý vị khai thác ra những điểm đó để nó khai sáng. Hiểu chưa? Giống như bây giờ bản thân của chúng ta là tâm thức, nhưng không có một điểm chính để dẫn dắt tất cả những đàn em đi,
mình không có điểm mạnh nào để dẫn dắt hết trơn á. Vậy thì bây giờ nó loạn. Bây giờ trong tâm chúng ta phải có một thằng đứng chính nhất, mạnh nhất, để tất cả mấy thằng em út kia đi theo. Nhưng mà chúng ta gầy dựng mà cái mà mình làm được là thằng đàn anh dữ nhất là thằng đàn anh niệm Phật mạnh nhất. Nghe chưa? Pháp niệm môn niệm Phật gọi là pháp tu thắng hạnh. Thì mình lấy cái pháp tu niệm Phật này để làm thằng đàn anh mạnh nhất, để cho tất cả những cái thằng đàn em ở trong cái tiềm thức mình đi theo. Vậy thì mình mới có chỗ thành công quy hướng. Thì nghe dễ hiểu nghe. Ồ, nghe mà khai thác chỗ này mới đặc biệt. Bởi vì có nhiều người nói bỏ tiếc tầm bậy. Tiếc gì mà tiếc? Có gì mà tiếc cái chứ? Niệm Phật chuyển hóa nghiệp sát sanh. Cái nghiệp sát sanh là cái nghiệp cũng không đơn giản chút nào. Nghiệp sát sanh nó thành ra chết yểu, bệnh hoạn, ung thư. Bệnh này bệnh kia không có thuốc gì. Thì biết rằng cái thời cuộc này mà nhiều bệnh là từ đâu mà ra sát sanh nhiều. Ăn uống giả mang ngày xưa. Ngày xưa ăn uống chứ không giả mang như bây giờ. Bây giờ giết mổ giả mang hơn ngày xưa. Nên bệnh hoạn bây giờ cũng ghê gớm hơn ngày xưa, đúng không? Người niệm Phật mà chuyển nghiệp bệnh hoạn, chuyển nghiệp sát sanh là từ ngay chỗ nào? Vì niệm Phật phát tâm từ bi nên phát tâm ăn chay trường, phóng sanh. Ngày xưa tới giờ mình ăn thịt chúng sanh, mình giết chúng sanh. Thì bây giờ mình ăn chay trường, mình còn phóng sanh. Vậy thì bây giờ mình đã chặt đứt cái sợi dây của nghiệp duyên sát sanh rồi. Giống như trên đoạn đường mình đi đây, mình đi dài đoạn đường toàn là sỏi đá. Sỏi đá chúng ta nói như là sát sanh đi. Tự nhiên bây giờ mình chặn ngang con đường sỏi đá, mình làm lại con đường bằng phẳng là ăn chay. Nên cái tiếp nói con đường mình là con đường bằng rồi, ăn chay rồi. Ăn chay mà mình còn trồng hoa xung quanh nữa. Trồng hoa là gì? Hoa là phóng sanh. Đó, thấy chưa? Vậy thì có đoạn đường mình nè bằng phẳng có hoa. Còn mình sát sanh ăn mặn là đoạn đường mình sỏi đá. Nếu mình tiếp tục mình đi hoài con đường này là mình đi thẳng đến con đường cục, mà con đường đó ở dưới là vực thẳm, là mình rớt xuống vực thẳm. Còn bây giờ mình ăn chay rồi thì mình con đường này mình làm bằng luôn, mà xung quanh mình phóng sanh là trồng hoa. Con đường này cứ kéo dài đi thẳng, thẳng tới đâu? Thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Hiểu chưa? Đó. Nên chặn đứng cái nghiệp lại bằng cách ăn chay phóng sanh, mà từ nơi niệm Phật phát tâm Phật để không sát sanh mà ăn chay phóng sanh. Hay, công nhận hay. Nên á, cái thờ mạt pháp này đổi lại. Cái thờ của tổ sư là trì giới niệm Phật, thờ mạt pháp này là niệm Phật trì giới. Nhớ. Vì sao? Vì khi niệm Phật á, tâm lượng mở rộng ra. Chính những đức thấy bản thân mình mở rộng tâm mà. Những đức niệm Phật giết giờ những đức đâu có buồn ai nhiều đâu. Vì thấy ngày xưa những thuyết pháp những đức la âm sầm không? Những đức nói thiệt nghe, hồi xưa những đức ưa chướng mắt là những đức ưa la. Chướng mắt là những đức lên những đức giảng pháp, mà những đức thấy bên đây ngồi mà giống mình mà bấm điện thoại rồi là những đức thấy tức à. Dễ tức lắm mấy vị. Đi ngang thấy tức à. Chứ gặp mà nghiêu ngao tức à. Thấy đứng nói chuyện nghiêu ngao mà mình bên đây mình đang thuyết pháp mà nghe nói chuyện nghiêu ngao là tức à. Chút là tính. Chút chữ sùm. Có mà đúng không? Quá trời luôn phải không? Nhưng bây giờ họ mặc kệ, không quan tâm tới nữa. Lo cái chuyện của mình. Mặt đôi mặt cùng nói chuyện với nhau. Hiểu chưa? Kệ họ đi. Đó, tu viết diễn nghiệp rồi đó, thấy chưa? Hồi xưa là ưa chướng tay gai mắt lắm. Rồi nói, nó thẳng, rồi có chuyện vậy ra. Vậy mà niệm Phật viết đỡ rồi đó. À. Thấy chưa? Rõ ràng niệm Phật mở tâm lượng, niệm Phật sanh trí tuệ hiểu biết. Rồi từ 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 niệm Phật mở tâm lượng thì niệm Phật mới có đạo đức. Đạo đức là gì? Đạo đức là trì giới. Thấy không? Ngày xưa người ta thông minh lắm, người ta đọc giới luật là người ta trì được luôn à. Vì người ta thông minh, người ta sâu sắc vào cái giới luật, ta trì được hết chứ. Còn mình bây giờ là cần mở tâm lượng, mà mở tâm lượng là bằng câu niệm Phật.
Niệm Phật nó mới mở cái tánh giác của mình, tâm lượng mới mở rộng, mới thương người. Thương người mới trì giới được, chứ ghét người sao trì giới. Ngày xưa như đứa ghét người đâu có trì được đâu. Mà tuy mình nói thật nhưng mà mình lại phạm là mình la người ta, mình chửi người ta. Còn bây giờ mình nói rất là khéo, người ta muốn bắt bẻ mình cũng không được nữa. Tại mình nói khéo, mình nói khéo lại. Còn ngày xưa mình chơi chánh tông quá, chơi giật thịt thẳng thẳng người ta không à, nên người ta bắt được mình. Còn bây giờ tôi nói vòng vòng, tự mình suy nghĩ tự mình suy nghĩ. Cũng là cách nói ngày xưa nhưng mà nó khác lại, là người ta không có bắt bài được, mà người ta tự suy nghĩ lại đi. Mình Phật Pháp là một cái phương tiện để cho người ta tự dò lại người ta. Nhưng mình mà nói thẳng người ta quá, người ta cũng thấy nặng nề lắm. Mình muốn nói thẳng người ta là người đó từ khi trong tầm tay của mình, người của mình thì mình nói thẳng không sao. Nhưng người ta ai cũng có cái ngã vậy thôi. Nên có một bậc vĩ nhân nói một câu gì nè: ông trời muốn trừng phạt tôi như thế nào cũng được, nhưng đừng bao giờ cho tôi một thằng bạn nói thẳng khuyết điểm của tôi. Ghê không? Kinh thiệt chứ. Thì mình biết cái ngã của người lớn lắm, không đơn giản đâu. Nên Phật Pháp, một số cái với Phật tử thì thẳng 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 thì cũng dễ hơn, nhưng mà có những Phật tử cũng không đơn giản. Cư sĩ họ cũng kiêu ngạo dữ lắm, mình nói thẳng thẳng họ là họ đứng lên họ đi về, họ khó chịu lắm. Có nghĩa là cái đội ngũ của mình là một cái đội ngũ được rèn qua trường lớp, thật sự luôn á, đều hiểu nhau, quý vị có công nhận không? Nên cái bài hát á, có hiểu thì mới có thương, đúng không? Hiểu nhau mình mới thương được. Còn người ta chưa hiểu, người ta gặp người ta ghét lắm, nói chuyện gì đâu mà sốc hước, thầy gì đâu mà cái mặt ghét, người ta đâu có thương. Còn bây giờ mình sống á, mình gần nhau, mình hiểu nhau hết rồi, nói chuyện mình hiểu với nhau hết rồi, cái lời nói ra hiểu, văn tự hiểu, từ nơi đó mới thấy thương, mới thấy vui. Chứ người ta mà không hiểu, người ta không có thương đâu quý vị ơi. Đó, những đức thấy từ niệm Phật mà những đức sanh ra nhiều phương tiện. Bây giờ mình thấy rồi, được rồi đó, mình nói chuyện nó vui. Còn ngày xưa mình lên là bậm trợn lắm, mấy vị coi là những cái bài giảng ngày xưa đi, nó bậm trợn, khi mà nói ra nó nhâu mài trợn mắt, đúng không? Nó nên nghe thì quý vị thấy nó rất là hay chứ không hay đâu, nhưng mà cái phản ảnh gì cái tướng nó không được đặc biệt như bây giờ. Bây giờ mình nói vui nhiều quá, giảng giờ vui quá trời, đúng không? Nó nhiều cô Phật tử mà lạ lạ cô gặp, cô nói thầy mệnh danh là một vị thầy giảng hài hước nhất. Phật tử ta gặp ta nói vậy đó. Nên từ nó đó thôi kệ, ta nói mình hài hước ngon. Nó hài hước nó ngon hơn là nói mình hung dữ. Thấy không? Nên quý vị biết rằng là từ cái niệm Phật mà sanh ra. Nhớ niệm Phật chuyển nghiệp sát sanh. Niệm Phật chuyển nghiệp thân khẩu ý. Chỉ có niệm Phật thôi chuyển được nghiệp thân khẩu ý luôn. Những đức nói thân chúng ta dễ tạo tội nghiệp này kia, khẩu chúng ta dễ nói lỗi người khác, ý niệm chúng ta nghĩ xấu xa. Mà chỉ có một câu Phật hiệu nó dẹp sạch ba cái đó luôn. Hay ghê. Thử nhớ Phật niệm Phật đi thì sẽ thấy. Nhớ cái người niệm Phật khéo biết niệm Phật là chỗ nào cũng niệm Phật. Những đức hồi sáng giảng có một câu những đức nói nè: tất cả người tin tịnh độ, nghe tịnh độ và tu tịnh độ, trong cuộc đời mình cỡ nào cũng có một bài giảng dù 10 phút, 15 phút gọi là hoàn toàn đi vào trọng tâm tịnh độ. 15 phút, 20 phút cũng được. Những đức nói Hòa Thượng Hải Hiền, Ngài có giảng Pháp nhưng Ngài nói lại có mấy câu thôi, mà mấy câu đó là chắc là lưu danh cho hậu thế luôn quá. Một câu Hòa Thượng Hải Hiền Ngài nói rằng: niệm Phật là thật, tất cả việc thế gian là giả. Một câu. Câu thứ hai là Ngài nói câu gì? Niệm Phật không trở ngại làm việc, làm việc không trở ngại niệm Phật. Hai câu. Còn mấy câu nữa rất đơn giản, nhưng mà những câu đó được người ta ghi chép lại hết. Hay không? Gọi là trọng tâm. Còn có một vị đại lão Hòa Thượng Ngài Thích Minh Thông, những đức cũng có nghe Ngài một đoạn giảng rất là ngắn, nhưng đó là để lại cho hậu thế tín nguyện niệm Phật chút xíu.
mà nghe một cái là tự nhiên hừng hực cái tâm niệm Phật lên liền. Nó có nghĩa là phải để lại một đoạn ngắn, giống như là một cái khai thị vậy đó, khai thị của đời mình. Nó khai thị trọng tâm về niệm Phật, để lại, để về sau mãi mãi là người sau là nói vị này dữ dằn quá, mấy chục năm mà học thức quá nhiều, biết quá nhiều, mà cuối cùng chỉ có câu Phật hiệu. Không phải vậy đó. Tại vì cái sở học mình nó rộng quá, người ta không biết đón chỗ nào, người ta không biết tu chỗ nào vì mình đâu. Nhưng mà mình phải đi trọng tâm một điểm, 10 phút, 15 phút, 20 phút, nửa tiếng cũng được, nhưng phải trọng tâm hoàn toàn là chỉ có niệm Phật, và phải nói rõ ràng, mạch lạc ra luôn, là mình để cho người đời sau này niệm Phật, tăng lòng tin, tăng tín nguyện lên từ cái bài giảng đó của mình. Những đức nói, những đức mà gặp những vị mà tu hành nhiều chục năm mà để là một hai đoạn ngắn 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 là những đức lấy phổ biến liền. Tại vì mình gom lại để chi? Để thành ra tín nguyện niệm Phật cho Phật tử, người ta dò những cái người mà hiểu biết đó nhiều mà cuối cùng chỉ có niệm Phật, và đắp vào chỗ của mình là người không hiểu biết. Hiểu chưa? Tại vì mình không hiểu biết cái gì chứ, mình nói hiểu biết cũng không được. Bây giờ người ta hiểu biết quá trời mà ta nói niệm Phật thôi thì mình mới đắp vô. Mình không có học như người ta, mà mình lấy sở học của người ta mà người ta tán thán niệm Phật không, thì mình đắp vô tôi niệm Phật đủ rồi. Hiểu không? Nó không mất thời gian. Nè, có vị này nhiều chục năm tu lắm, là vị lớn lắm. Một người đệ tử đến xin bạch thầy, con xin thầy cho con đi học. Vị thầy nói một câu gì? Mà vị thầy là có trường Phật học luôn. Vị thầy nói một câu: tao đi học mấy chục năm, tao mấy chục năm học, nếu như cho tao chọn lại khởi đầu đi học đó, tao sẽ chọn niệm Phật mấy chục năm. Thầy phiên con niệm Phật đi, con sẽ có thành quả rất là lớn. Thầy là người thông minh hiểu biết, thầy học rất là thông nè. Nhưng mà cuối cùng thầy thấy rõ ràng, có thể thông về cái pháp thế gian, nhưng thầy không thể nào giải quyết vấn đề sanh tử. Thầy thấy rõ ràng chỉ có niệm Phật mới giải quyết sanh tử. Nên từ nơi đó mà con đường nhân đức đi đây là từ khi gặp tịnh độ tới bây giờ là niệm Phật luôn, tới bây giờ mà càng niệm càng chiên nghe. Vì thấy nhân đức là đi con đường này càng đi càng chiên, chiên sâu luôn. À, cả ngày nói bài pháp nào cũng tán thán tịnh độ không à. Cứ tán thán hoài, vì thấy chủ nhật nào đến cũng vậy à. Vậy mà con ngán đâu? Con ngán đâu? Trời ơi, tất cả chúng ta được bao nhiêu phần trăm niệm Phật mà ngán? Trời ơi, mình niệm hoài luôn mà mình cũng niệm bên ngoài thôi mà. Sao mà mình đi vô thâm sâu đâu mà mình ngán niệm Phật? Càng nghe hoài luôn á, niệm chéo chéo bên ngoài thôi à. À, niệm Phật cầu sanh cực lạc, cầu sanh cực lạc vậy đó mà chồng con cái gì đụng một cái thôi là giật thịt rồi. Trời ơi, vậy mà sao mà nói ngán được chàng? Rồi muốn đi tìm cái gì nữa ông kẻ? Tìm cái gì chi cho nó mệt thêm nữa. Mình niệm Phật mà 5 năm, 10 năm nay mình chỉ niệm cho chéo bên ngoài thôi. Nếu nói về tín nguyện niệm Phật mình chưa đạt gì đâu. Đụng chuyện gì một cái là xanh xao vàng giọt rồi. À, bây giờ nếu nói về tín nguyện niệm Phật này, của mình bị người ta giật một cái mình bình tĩnh được không? Chồng của mình nó lấy chồng mình thế cơ mà. Hay mình xin Phật thông cảm với con, làm việc một chút nhỏ này dám đụng chồng bà hả con? Nó bình tĩnh được không? Nếu nói về tín nguyện niệm Phật kiên cố, mình tin sâu nhân quả, bất cứ người thân mình, bất cứ ai lỡ có sự cố gì, nghiệp duyên gì đến, mình bình tĩnh được không? Đó là tín nguyện niệm Phật. Người đã tín nguyện niệm Phật là mọi mặt họ sẽ bình tĩnh, sẽ quay về rất là mau, không có gì phải hết hồn sợ hết trơn á, thì mới là tín nguyện niệm Phật. Cái người mà chúng ta gầy dựng tín nguyện niệm Phật, chúng ta có thể mất tất cả, chúng ta cũng không có gì phải nặng nề hết chứ.
Tại vì sao? Mục tiêu của mình là cầu sanh cực lạc mà. Nó nên nó, bữa đó như Đức giảng bài giảng á, gây dựng tín nguyện cầu sanh cực lạc là kiên cố, diệt thế gian là tùy duyên. Phải không? Tùy duyên đây không phải là bê tha, mà là chọn hết bổn phận, thành bại tùy duyên. Chọn hết bổn phận thôi, thành bại tùy duyên. Rõ ràng mà. Nên từ nơi đó mà mấy cô mình nó viết ở dưới nhà bếp, cái bảng ở trong nhà bếp, cái bảng thức ăn, nó viết mấy chữ ở trên nó để nè: chọn hết bổn phận, thành bại tùy duyên. Là ý nấu ăn thì nấu hết lòng rồi, còn người ăn khen chê tùy duyên. Nấu hết lòng rồi, lau nhà dọn nhà cũng làm hết lòng rồi, ai khen ai chê tùy duyên. Chọn hết bổn phận, thành bại tùy duyên. Đúng không? Nên từ nơi đó quý vị thấy mình tự tại ghê không? Bây giờ mình, nếu mà mình là tín nguyện niệm Phật, quý vị sẽ không rung nữa đâu. Không còn rung nữa. Tín nguyện niệm Phật mình mục tiêu là muốn sanh cực lạc, vì cái mạng này để lên bàn luôn rồi. Không còn chạy gì nữa chứ nha. Người đó là thật sự tín nguyện niệm Phật thì giàu cũng được mà nghèo cũng được, giàu bao nhiêu cũng được mà nghèo như thế nào cũng được. Tại vì sao? Mình mục tiêu là tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Giàu thiệt là giàu cũng được, mà nghèo thiệt nghèo cũng được. Chúng ta chỉ cần gây dựng tín nguyện niệm Phật là được nhất. Suy nghĩ cho kỹ đi, mình tín nguyện bao nhiêu phần trăm đó. Rồi bây giờ mình chưa có tin sâu nhân quả. Bây giờ con của mình cũng làm hết lòng mà mình còn phan duyên nữa. Mình chỉ cần mà mở cái trí tuệ nhìn cái thôi, mình biết đứa con mình có thành đạt hay không liền. Mình hãy xác thực đi, chứ mình đừng có dối lòng. Mình nhìn đứa con mình biết nó thành công hay không, nhưng mà mình không bao giờ chịu tùy duyên vì con mình đâu. Nhưng đối với người ta là mình tùy duyên, nhưng đối với con mình đâu có chịu tùy duyên. Vậy thì nói về tin sâu nhân quả mình chưa đạt, nói về tín nguyện niệm Phật mình chưa đạt. Hai điểm này mà chưa đạt, giảng sanh là do tín nguyện, mà tin sâu nhân quả cũng không đạt, tín nguyện cũng không đạt. Vậy thì niệm Phật này là cuối đời thế nào cũng mê. Vì tín nguyện mà không đạt thì mê. Tôi không có nói niệm Phật đạt công phu gì, mà tôi hỏi tín nguyện niệm Phật của chúng ta như thế nào nè. Nó, bây giờ quý vị coi như những đức, quý vị thấy nếu như đức không tín nguyện niệm Phật, những đức rung đùi lắm á. Trời ơi, 2000 người nó đơn giản lắm hả? Quý vị biết những đức ở đây mà lo mà cầm tiền trang trải, quý vị biết cỡ nào chưa? Mà nội bộ bên trong còn bao nhiêu sự việc giải quyết tính chưa, chứ đức chưa nói cho vị hết nghe được đâu. Nói cho hết cho vị nghe bị xanh mặt á. Nó kinh lắm, cái bên trong của nó đó không đơn giản đâu quý vị à. Nó còn nhiều thứ lắm, nó không phải chỉ là lo cho 2000 con người đó không đâu, nó còn những thứ khác nữa, chứ không phải cái chuyện bình thường đó đâu chàng. Rồi mỗi ngày còn phải giải quyết bao nhiêu vấn đề về nhân sự nữa, quý vị nghĩ cỡ nào chưa. Vì mấy vị thấy những đức có sợ không? Có vợ vì thấy nhà đức sợ bao giờ chưa? Không có sợ, làm gì phải sợ, làm gì sợ, hiểu không? Muốn chết thì 2000 người chết, sợ gì? Bộ mình chết sao sợ? Có cái mạng này thôi á mà. Ở cái mạng này năm xưa chưa tu được cái gì, cái mạng cùi. Bây giờ cái mạng này đi tu được gì? Mười mấy năm nay tôi thấy cái mạng tôi đến đây đủ rồi, tôi không có cái gì mà nói tôi liên tiếc nữa chứ. Nên tôi bây giờ là tôi cái dạng liều mạng, tôi không sợ gì nữa chứ. Đối với cái chuyện thương người giúp người là tôi hết sợ rồi. Mình làm việc thiện việc tốt mà sợ cái gì? Sợ làm tào lao làm bậy thôi, hiểu chưa? Nên tín nguyện niệm Phật muốn sanh cực lạc mà. Còn bây giờ cái chuyện đi tương lai cuộc đời mình làm chủ trì chùa cũng được, phó chủ trì cũng được, quản chúng cũng được, nuôi người không cũng được, không có gì cũng được, sao cũng được hết trơn. Bây giờ đang được thì cứ làm đi, hiểu không? Lo cái gì mai mốt lỡ cái này cái kia. Chúng ta thường bị cái sợ cái lỡ, lỡ mai này biết phải làm sao. Trời ơi, lỡ tối ngày cứ lỡ hoài. Bây giờ đang bồi mà cái sợ mai mốt nó lỡ mà, hiểu không? Chúng ta bây giờ đang ngồi đây được gì, quý vị lỡ cái gì? Ở đây người ta một ê, người ta còn chưa sợ quý vị có một hai người lo gì.
Chồng ăn nhậu chồng hư, chồng nào mà không ăn nhậu không hư? Nhiều lắm. Chứ đâu phải mình chồng mình đâu mà mình sợ. Đúng không? Vợ hung dữ chữ chồng, đâu phải một con vợ hung dữ chữ chồng đâu. Ở cái cõi đời này không biết bao nhiêu con vợ chữ chồng. Nó cũng sống mỗi ngày chơi chơi. Đúng không? Mình nghĩ rằng cái cõi này nó nhiều lắm. Mà mình may phước là mình còn biết niệm Phật. Đúng không? Cái may phước của mình nhất là mình biết niệm Phật nè. Chứ cái khổ của cõi đời này, trời ơi, nó đa dạng hết trơn. Thầy tu khổ theo thầy tu mà, cư sĩ khổ theo cư sĩ, đẹp khổ theo đẹp mà xấu khổ theo xấu. Hạng người nào ở cõi này đời này còn mang thân này là còn khổ bạn. Hiểu chưa? Còn mang thân này là còn khổ bạn ơi. Nghe chưa? Trời ơi, cái thân này mà gió bữa nay, bão bữa nay, thời tiết bữa nay là nó thay đổi thất thường, làm gì không khổ. Bữa nay vừa khỏe gì, vừa về bên kia một chút gió máy thay đổi, tự nhiên thầy cảm rồi con. Khổ không? Nó rất dễ khổ, hiểu không? Đó, rồi bây giờ mình cần huống hí gì nè. Nhưng mà tự nhiên một chút sự việc gì của trong bao nhiêu con người đây xảy ra với một con người ngồi trong đây mình cũng đâu có biết. Nên mới nói là tính sâu nhân quả. Nên bất cứ sự việc gì đến với chúng ta cũng là gầy dựng được cái tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc, thì tự nhiên quý vị bình tĩnh liền. Bình tĩnh liền, không nói vòng vo hết trơn. Còn mình ba bốn đứa con, mình lo cực muốn chết luôn. Trời ơi, ba bốn đứa con, mình hãy tin đi. Nhìn nó bù lăng bù lóc vậy đó, mà sao nó thành đạt rồi sao? Còn con người ta niệm ấm chăn im, nhà cao cửa rộng, học trường này trường kia cao cấp mà chưa chắc thành đạt đó. Cái số mệnh con người không ai đoán được đâu quý vị à. Trời ơi, nhìn người ta bây giờ còi cọc te tua, nhưng mai mốt người ta thành đạt mình cũng không biết đâu. Nên mình hãy tin vào cái số phận của con cái mình. Bản thân mình cũng không phải là nói là mình đưa con mình vào cái chỗ vậy là được vậy đâu, chưa chắc đâu quý vị à. Mà cái đặc biệt là mình tạo cho con mình từ khi còn nhỏ mà nó biết đạo đức, nó có phước á. Có phước thì có phần à. Quý vị đừng có nói cái nỗ lực của quý vị mà thành công. Trời ơi, cái phước nó mới có phần, cái nỗ lực nó không có thành công đâu. Cái nỗ lực mà nó phải có phước nữa nó mới thành công. Nếu như mà con người ta có phước, người ta không có nỗ lực gì bao nhiêu, nhưng người ta có phước, người ta vẫn có phần. Quý vị tin 100% là con người này nó sống chơi vậy đó. Vậy mà cuối cùng của cải đem một đống đưa cho nó, quý vị nghĩ trong cuộc đời này có nhiều không? Có chứ. Lạ lắm. Thằng gì đâu mà nó chơi, tự nhiên con nhỏ nhà giàu thì ghê. Tự nhiên cứ nè, nó về cái tự nhiên chuột xa hũ gạo hũ nếp, đúng không? Tự nhiên cái chơi được con vợ, tự nhiên con nhỏ thương. Mà thằng có đẹp gì đâu mà tự nhiên con nhỏ này thương này cho bằng được. Cứ thằng này về nhà giàu có của sẵn luôn, về tự nhiên ngon lành có tiền bạc đầy đủ. Cái số phận của nó là gì đó mà về vợ nó còn lo cho nó nữa, nó mới ghê chứ. Đó, thấy không, cái phần nó chưa. Còn có nhiều thằng nó cực, có nhiều đứa nó cực kinh khủng, siêng năng giỏi, vậy mà lại đem cục nợ về mà nuôi. Giỏi quá trời giỏi luôn, cái gì cũng được mà đẹp luôn, vậy mà đem một cái thằng đem về nuôi nó, không lo làm ăn, nó nằm nó chơi gì đó, rồi bắt đầu lo lắng bưng cơm bưng nước cho tới hồng nó ăn, rồi phải hầu hạ nó nữa, có không? Trời, nói sao gì cũng có chứ mà ồ ghê. Nó không tin vào số phận hả? Nó có khi đẹp trai đồ gì đó, thanh niên đẹp trai mà ngộ thay cưới con vợ xấu quắc lùng te. Hồi cấp trước kìa, đi đến chùa cái thằng nó đẹp trai, tao nó cao ráo 1m8, tướng tá như người mẫu. Nó thằng này nó đẹp trai cũng nhận có phước thiệt nghe. Đâu 2 năm sau dẫn con vợ đến. Dạ chào thầy, con mới cưới vợ. À, vợ đâu? Nó dạ vợ con. Trong bụng mình nói trời sao thằng này nó cưới con vợ xấu dữ cái tợ. Nó đâu 1m8 mà cưới vợ 1m5. Dẫn đi nghiêu, mình tưởng đâu dẫn em đi chơi không. Thấy cái số phận kỳ cục không? Xong cái đầu kêu con vợ nó đi vòng chùa chơi đi. Mình ngồi nói chuyện nó mình hỏi.
ôi sao con đấy đẹp trai quá, đặc biệt quá, sao con cứ vợ lùng xín ngồi. Nói dạ thưa thầy, nhân quả thầy ơi. Đúng rồi, nhân quả. Nhân quả mình giảng nó nghe mình quên. Nhân quả thầy ơi. Nó tại sao ngộ ha, nói, lạ lắm thầy. Nhiều đứa cao ráo thương con mà sao con không thương. Mà tự nhiên con nhỏ thấy nhỏ này con tội nghiệp con thương. Con thương nó dữ lắm thầy ơi. Mà nó lùng gì chứ nó hổn dữ lắm. Kinh khủng không? Nó lùng mà nó còn hổn nữa. Mình nói bụng trời tưởng đâu mà cứ nó về đi, nó có thằng chồng cao ráo gì thì chắc nó thương, nó lo lắng cho thằng này nhiều. Nói trời ơi thầy, nó không có lo lắng cho con mà nó không cần con nữa mới ghê. Nó thầy biết rằng là tối ngủ xong là mà sáng là nó kêu con phải xếp mền xếp gối, còn nó là nó ngồi gì là nó đi tắm đồ, nó trang điểm đồ chơi vậy đó, rồi nó kêu con nấu mì cho nó ăn. Nó là con không nấu không được, con không nấu là nó chữ. Vì thấy chưa, nợ kinh khủng chưa, cái nợ nó lạ kỳ. Trong bụng mình nói nó thiệt chứ, cái duyên nợ giùm nó lạ kỳ. Chứ bây giờ tôi mà hô gì, tôi nhìn con nhỏ vợ này tôi còn không chịu luôn. À không chịu luôn á, ngộ ghê không? Tại vì mình đâu có cái nợ với nó, hiểu quý vị. Mà tự nhiên cái thằng này nó lại cứ con nhỏ lùng xịn. Nó cao 1m8, cứ vợ 1m5. Như Đức hỏi chắc mày mua 2 cái mền quá. Ôi ồ, sao thầy nói ngộ vậy? Tại mày 1m8 mày đắp một cái mày chùm luôn cái đầu nó nín thở cho nó chết quá. Mày mua cho nó thêm cái mền nó đi để có ngày nó nín thở nó chết. Tại vì mày đắp mày ra là nó liếp lỗ mũi hết trơn rồi sao đắp. Nói, à, thầy nói cũng đúng ghê trời. Nói thầy công nhận thầy giỏi cái gì thầy cũng biết hết chứ. Sao không biết? Tao mày 1m8 mày nằm nó nằm tuốt ở dưới. Bây giờ cái mền mày chỉ cần chùm ngang vai mày thôi là liếp mắt tiêu cái mặt mũi đó trơn rồi. Mua đi cho nó cái mền nó đi con, lỡ thiếu nợ rồi. Mày mua thêm cái mền lùng lùng cho nó. Mỗi lần đắp nó không có đắp chung được, tại vì con nhỏ này nó lùng quá. Kinh không? Đã là như vậy mà nó còn lên mặt như này nữa chứ. Mà thằng này nó chữ thằng này quá trời chữ luôn. Không cần này luôn, mà này đeo theo. Thấy nợ chưa? Kinh chưa? Chứ đừng có nói bởi vì nghe, mình biết tu rồi nghe quý vị. Một con nhỏ con gái nó thiệt là đẹp luôn mà nó lấy cái thằng lùng xỉn mà đừng có nói tầm bậy mình mang tội. Nó nói bộ mắt mày lòi gì? Lòi gì? Lòi chồng mình là mắt mày lòi chồng hay gì mà mày lấy cái thằng gì mà kỳ cục vậy? Không phải, nhân quả. Cái nhân cái quả, cái nợ cái nặng nó gặp là nó thương à chàng ơi. À, thật sự mà nó quan gia nó gặp nhau á, nó không bao giờ mà nó ghi hai chữ quan gia trên trán á. Mà quan gia nó lệnh nó gõ cửa ngộ lắm nghe. Có những cái mối tình mà gọi là nó kỳ cục lắm. Bây giờ mình tu mình mới hiểu cái nhân quả ghê lắm quý vị ô. À, kỳ lạ lắm. Tự nhiên mình đang ở trong nhà mình vậy, một có một anh chàng là bon 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 bon. Mình mở cửa vừa mình vừa gặp một cái là tự nhiên nghe tiếng sét ái tình, tự nhiên hai người giật 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 là nhớ luôn, thương luôn vậy. Thương từ khi mới gặp nhau. Vừa gặp nhau thương luôn vậy. Có không? Có, thấy chưa? Có. Thấy không? À, vì thấy kinh chưa? Nên trong cái cuộc đời này phải tin sâu nhân quả. Tất cả những cái gì chúng ta gặp nhau trong cuộc đời này nó đều có sợi dây giao kết. Nên giữa con người đến nhau nè, thuận duyên hoặc nghịch duyên, đòi nợ hoặc trả nợ. Đó. Hiểu rồi thì trời ơi, tự tại gì đâu. Quý vị ghi mấy cái chữ những Đức nói á, mà quý vị thường nhìn thấy thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Cái câu này là nó tích lọc ra của câu nhân quả trong nhà Phật. Câu nhân quả dài quá, những Đức nói cái câu Việt ngữ cho dễ hiểu. Thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Nào, đó. Nên á, nhưng mà gặp Phật Pháp á, hôm qua đi gặp cái cô này,
Cô đi đến chùa, cô an lạc, cô tu được lắm. Cô nói dạ thưa thầy, con với chồng con xa nhau, nhưng mà bây giờ tự nhiên con tu một thời gian, bây giờ ảnh nói bây giờ cha mẹ đồng ý rồi cho em đi về, rồi cắt một cái cốc kế nhà cho em ở đó em tu, rồi mỗi ngày em qua nhà em săn sóc cha mẹ, lo cho anh, lo cho con. Bây giờ em cứ về đi. Trong bụng mình nói sao ngộ ghê. Thôi tùy duyên nợ nần của người ta, phải không? Chứ nếu mà theo tôi suy nghĩ đơn giản thôi. Theo tôi suy nghĩ đơn giản thôi là tôi sẽ gần chùa Tứ Tú cho nó chắc. Còn con cái thì bây giờ nó nói rằng là nó muốn có mẹ. Mấy năm nay mày cũng sống với ba mày, mày cứ sống đi con. Còn nếu mày muốn theo mẹ thì mày lên đây với tao nha, tiện bề tu hơn. Tại giờ nó cũng có sự đụng chạm rồi, mà giờ mình là dâu con mà về mà ta cắt cái cốc kế bên nhà cho mình thấy cái điều này sao nó hồi hộp. Thấy nó lạ quá, tại vì người ta chưa tu nhiều mà mỗi ngày mình tụng kinh gõ mỏ niệm Phật. Người ta lỡ có cái gì người ta đâu thừa mình là mày về đây mình niệm Phật nên gia đình này có chuyện xảy ra. Nhưng mà lạ thay cái nghiệp duyên nó đến rồi đó, mình về mình niệm Phật tự nhiên nhà có chuyện. Nó kỳ lắm trời tớ. Người ta mà đồng lòng hết trơn, người ta tu người ta tin rồi thì cái chuyện gì nó cũng qua. Còn nó đã không tu là nghiệp linh lực nó đến. Mình về mình tu một cái là có quả báo ra liền. Là tự nhiên nhà ta có chuyện gì xảy ra, mình về mình niệm Phật cái tự nhiên gà chó heo nhà chết tùm lum. Cái này là tôi nói con vật thôi đó nghe. Nói con vật thôi đó. Cẩn thận, nguy hiểm. Nó cái chuyện nghiệp duyên nó đến, nó làm cho mình lỡ khóc lỡ cười. Rồi cuối cùng thời gian nó dọn cái cốc của mình phải chở qua nhà này ở luôn. Mà qua nhà này mình không được tu luôn. Rồi cuối cùng á, việc gì nó cái đã rõ ràng hết trơn rồi. Bản thân mình dính vô cuộc luôn. Rồi mình hết nghe pháp, mình hết tu, huệ mạng mình bị giảm xuống. Cuối cùng mình tu không có được nữa, chẳng đứng lên. Nên khôn. À, mình chơi cái gì mình thủ thế vẫn là hay. Ồ. Thủ thế vẫn là hay, hiểu không? Nên những đức nói với tất cả các cô mà về chùa nghe. Nè khôn nè, nghe nè. Các cô nghe. Bây giờ á, mình đang sống với chồng hạnh phúc thì mình sống bình thường. Nhưng lỡ mà hết nợ hết duyên gãy gánh á, giờ lo tu đi. Chứ đừng có mà nó gặp mình, nó nói này nói kia. Thôi thôi thôi, thôi được rồi anh ấy. Thôi thôi thôi, chuyện nó đã qua cho nó qua đi anh nè. Chứ đừng có nói này nói kia nữa. Bây giờ khoảng thời gian lâu rồi tôi cũng quen rồi. Bây giờ thôi để tôi quen luôn đi. Hỏi cái gì có buồn gì không? Không có buồn, không có buồn đâu. Không có buồn gì chứ á. Đừng có nói buồn đây, tôi không có buồn. Nó hỏi mình có buồn không đó nghe. Hỏi khỏi mỏ mà, khỏi mỏ, hỏi buồn không? Rồi một mình lo cho con ổn không? Hả, ổn, ổn dữ lắm. Nó mấy đứa nhỏ nó dễ dạy lắm. Cho ăn sao nó cũng ăn hết chứ. Nó không có sao đâu anh. Nó vậy một mình đêm hôm mưa gió, không có sao. Mưa gió gì? Bây hổm giờ lâu rồi không có anh thì cũng bình thường thôi chứ mưa gió gì? Thì mưa, nắng mưa là chuyện của chợ. Còn chuyện của em phải lo cho con mà. Chứ không có gì chứ không có sao đâu. Anh lo chuyện của anh đi nghe. Không sao đâu. Vậy bữa nào đến rảnh đi uống cà phê. Nó ơi cà phê gì. Em nhà có cà phê đầy đủ hết trơn rồi. Không có đi uống cà phê. Từ khi mà xa anh tới giờ là nghỉ uống cà phê luôn rồi. Nghe lời thầy uống trà đường chơi thôi. Hiểu không? Khôn. Hiểu không? Chứ đừng có thấy mình cô đơn cái gì. Đừng có cô đơn. Mình niệm Phật mà cô đơn cái gì. Hiểu không? Nên mấy cái bà trong đây cũng nhiều bà nè, cô gãy gánh nè. Nhiều bà gãy gánh đó. Hiểu không? Không bây giờ trong cái cuộc đời này á, gãy gánh nhiều lắm. Nên tôi giảng cái đoạn này cho mấy bà gãy gánh đứng lên á. Hiểu chưa? Đừng gãy gánh đứng lên. Đứng lên cho nó mạnh lên nghe mấy bà. Hiểu không? Nó nên mình sống vậy mình nuôi con mình đi. Nó hồi xưa mà những người mà đã hạnh phúc rồi thì phải giữ cái hạnh phúc đàng hoàng nghe. Mình đã đi tu phải hạnh phúc được thì dễ độ tăng hơn.
Nhưng mà lỡ nó không hạnh phúc là nợ duyên nó chuyện gì thôi, là nó đứt ngang. Cái tự như thằng nào nó cầm cái đòn gánh gãy nó đem lại. Tại vì nó thấy mình gãy gánh, còn có nửa gánh, thì nó cầm cái đòn gánh gãy của nó lỡ. Nó đứng ngoài cổng, nó đứng ngoài cổng nhà mà nó cầm đòn gánh nó gõ gõ vô cái cửa. Cầm đòn gánh gõ gõ vô cái cửa. Nó gõ bon 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 bon. Nó kêu nàng ơi nàng, có nửa cái đòn gánh mà gánh được cái gì nàng? Đem đòn gánh của nàng ra đây để chấp lại đòn gánh của anh. Mình đứng ở trong mình nói tôi luyện ra chết bây giờ tôi chấp. Hiểu không? Chánh chủ khác. Tôi còn cái nửa đòn gánh cho tôi luyện dễ lắm nghe chưa, cho nó chạy mắt dép đi. Hiểu không? Chứ không thôi con dê hăng cãi là hai cẳng á. Nó đứng ở ngoài cổng chùa, nó thấy mình á, xa chồng á, thấy mình xa chồng đi làm đồ bằng đêm đồ hôm rồi nó lỡ nó chạy xe theo, nó đưa nàng về được, cầm dù đến hông. Tôi bây giờ tôi phong trần lắm, không cần dù đi mưa luôn. Ngày xưa còn chàng, chàng che chứ. Bây giờ không còn chàng, tôi đi một mình. Khỏi dính dáng, hiểu chưa? Chỉ mấy bà để mấy bà giữ cái thân thẳng mấy bà vậy đi. Để cả đời mấy bà tu đi. Hiểu không? Dù sao thì tôi có chết bất tử đi chăng nữa mấy bà cứ vậy mà tu. Hiểu không? Nắm được bí quyết rồi. Cứ vậy mà niệm Phật mà tu đi. Đó, chứ đừng có chấp thêm cái gì khổ lắm mấy bà ơi. Ban đầu thì nó nói cái gì cũng ngon ngọt lắm, nhưng mà về nhà rồi gạo nấu thành cơm rồi khó nói lắm. Rồi nó nằm đó nó kêu nấu mì nấu hủ tiếu. Trời ơi, mình lo cho hai đứa con được rồi, bây giờ mà lôi thêm cái thằng lũ đảng gì. Ban đầu nè, tôi nói với mấy bà biết cái vụ đi chùa này cũng ghê lắm. Cái vụ đi chùa này cũng ghê lắm. Có cái bà kia bà nói tờ ơi tờ, con đúng ra thầy ơi thầy, con đời chồng rồi, đúng ra là không có chồng gì nữa đâu thầy. Tự nhiên đi chùa chung nhau. Cái tự nhiên ấy, anh cũng đi chùa. Rồi đến lại 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Lại xong rồi thấy gì đâu mà trước mặt anh lại khí thế. Lại mồ hôi một cây khí thế nó lại kinh khủng. Không biết tự nhiên sao thấy tội nghiệp đàn ông trai mà nó tu gì mà giỏi dữ. Cái tự nhiên ảnh ngồi nói chuyện với con nói, bây giờ mình đến với nhau cũng tu hành biết thầy rồi, biết chùa, biết niệm Phật. Mà mình đến nhau có đôi có cặp, vừa lo gia đình đàng hoàng mà vừa tu được. Tự nhiên con nhẹ dạ, con hứa với ảnh, đến với ảnh luôn. Tào ô đến với ảnh có 1 tháng anh nghỉ đi chùa luôn. Nghỉ đi chùa luôn vậy đó. Gọi đi nhảy đầm không à. Không đi chùa đi nhảy đầm không à. Nó đi nhậu nhạc rồi nó về nó bê tha. Mà bây giờ ai cũng biết hai người đến với nhau rồi. Con dứt ra thì bạn bè cười chê. Bây giờ trời con khổ tâm quá trời khổ thầy thầy. Bây giờ cảnh tình này mà bây giờ người ta biết mắc cỡ chết mồ sao con dám đi chùa. Những đức nói thì cứ đi đại đi, có gì đâu không dám. Nó lỡ rồi thì phải đi, đi để nó gầy dựng năng lượng lại. Chứ bây giờ cô bỏ chùa luôn là cô tiêu luôn, thấy chưa? Bởi vì cái vụ đi chùa này mà đàn ông mà đi chùa gặp đàn bà đi chùa. Hiểu chưa? Gặp nhau mà chia sẻ rồi đó. Nhớ nghe, trưởng đoàn là nam, nữ, nữ, chứ đừng có nam, nữ. Nam, nữ, mình tránh đi. Tại trưởng gặp nhau nó trưởng bậy bạ. Nó trưởng bậy bạ dính tùm lum tùm la. Nguy hiểm không? Tôi nói cái vụ này mấy bà cẩn thận. Thấy không? Cẩn thận mấy bà ơi. Ôi, không mà thật sự mấy vị, mình đây như người trong nhà, như gia đình, mình nói nhau quá thật lòng. Tại những cái điều mà nó cái nghiệp duyên trong cuộc đời này nó kỳ cục. Biết rằng là mình nói nó là nghiệp duyên nhưng mình phải vượt qua chứ. Chứ đâu phải là nói nghiệp duyên rồi mình lao đầu vô mà nói nghiệp duyên trở lại tao. Hiểu không? Với đàn ông mà có vợ đồ, đòn là đừng có dính vô cái chuyện đàn bà không có chồng. Mai mốt vợ mình nó ghen. Nó ghen đó trời. Với điện thoại qua điện thoại lại mà tính đòn tỉnh tinh tinh tinh. Hiểu không? Tính giết nguy hiểm lắm. Không, cái này là tôi nhắc nhở nghe. Chứ đừng có nói mình là cao thủ nghe chưa. Cao thủ núp trong lá ủ.
Không, cái chuyện mà có chồng rồi mà xa chồng, có vợ rồi xa vợ nó dễ lắm. Tại vì giống như mình vẫn có cửa không mà, nó buông ra là chém thoải mái. Tại vì nó vẫn có cửa không mà, nên dễ chém nhau lắm. Nên mình khéo léo, đừng có bị để cho ta chém ách eo. Tránh đi. Không, mình sống vậy đi, để mình nuôi con mình cho nó đàng hoàng. Sau này con mình nó lớn lên nó vẫn tôn trọng mình. Trời ơi, mẹ tôi hồi lúc xa cha tôi còn trẻ kia mà sống tới bây giờ mà tu, bà nuôi tôi đàng hoàng, mình vẫn hãnh diện. Làm người phụ nữ chỉ có một lần bước lên xe bông, rồi lần cuối cùng là bước lên xe bông đi thiêu thôi. Hiểu chưa? Chứ không có bước lên nữa nghe. Nó bây giờ tôi dặn mấy bà sồn sồn đây. Mấy bà mà gãy gánh đồ tôi dặn hết trơn rồi đó. Lo mà niệm Phật đi mấy bà ô. Hiểu không? Ông thật sự mà nói nó quá chân thành đấy quý vị. Chủ nhật tuần nào cũng nhắc hoài. Bởi vì 7-8 năm chờ mà giữ lại như vậy đó. Được cũng hay ghê. Nó thật sự nè, cả tôi mà còn không dám gần mấy bà mà. Mấy bà mà thôi chồng. Tại vì tôi cũng sồn sồn. Có gần đâu quý vị, thấy có bao giờ mà gần nhau, có giờ mà ngồi nói chuyện với nhau đâu chợ. Nó cái chuyện gì là tu hành lợn nghe pháp xong đi về, có bao giờ gần đâu. Nhận đức đồ thì mấy cô sồn sồn đây cũng ngang ngang nhau không. Mấy bà cũng 30-40, nhận đức 42. Tôi mà còn không dám gần mà. Tránh mấy bà luôn. Giảng pháp xong rồi là đi về, nhà ai nấy về, giường ai nấy ngủ. Thấy không, rõ ràng không? Có bao giờ mà nói mà từ xưa giờ đi đến đây đi chùa mà có bao giờ những đức nói là đi uống cà phê gì không, hay đi chơi ở đâu không, hay là đi du lịch ở đâu, hoặc là đi du lịch Phật giáo không? Không có nghe. Từ đó giờ chưa có một lần luôn á trời. Không, mà tôi đi tôi cũng không có chịu dẫn mấy bà theo đâu. Mà dẫn mấy bà cũng không đi làm chi đâu, lỡ nghe pháp thôi chứ đi theo làm gì. À, cái công đức mà trong kinh Đức Phật dạy đó là nương vào cái đại chúng đông. Nhớ nghe. Nó nói là đức chúng như biển cả mênh mông. Chúng ta nương chúng nhờ chúng. Cái đức của đại chúng nó lớn dữ lắm. Thí dụ như lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm còn có 17 ngày nữa là chúng ta tổ chức 4 ngày. 17, 18, 19, 20 nhằm vào ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7, Chủ nhật. 4 ngày tháng 6 âm lịch. Nên khắp nơi nơi chúng ta có được cơ hội mình nghe được Phật pháp, mà mình lại gặp ông thầy ông chịu tu, ông chịu nhiệt tình ông tu, hướng dẫn mình tu, cùng tu chung với mình, thấy không? Nên cái này nó thù thắng dữ lắm. Khi quý vị cũng đi nhiều chùa mà mình thấy ví dụ như ông thầy ông gắng giảng pháp rồi thôi chứ ít tu chung với mình. Hoặc là mình đi nhiều chùa nhưng mà mình thấy mình không nắm được phương pháp tu. Không có phương pháp tu. Khi đi mười mấy, hai chục năm mà khi mình gặp sự cố gì mình chớ dớ. Khi mình cũng nghe pháp giảng hay lắm chứ, nhưng mà nó không đi vào trọng tâm là mình áp dụng vào cái cuộc đời của mình. Cái áp dụng vào cuộc đời mình là cái quan trọng nhất. Nên từ nơi đó mà mình bây giờ có cơ hội, mình còn sức khỏe quý vị. Mình còn sức khỏe. Mình nắm bắt cái cơ hội này để mình tu. Cũng như bản thân những đức mà tổ chức một năm bao nhiêu chương trình cũng vì những đức nghĩ bản thân mình còn khỏe. Mà con người thì càng ngày nó càng già chứ không phải càng ngày càng trẻ đi đâu. Dù con người mình tu hành nó có trẻ nhưng mà sức khỏe nó là không có thể nào khỏe hơn mỗi năm được đâu. Con người mình mỗi năm là sức khỏe nó sẽ giảm bớt lại.
mà là sức khỏe nó càng ngày nó càng giảm bớt lại, thì tại sao mình không suy nghĩ để mà mình lo tích lũy mình tu? Tới già mình khó tu. Một là già thì sức khỏe không đủ sức để tu, cái đầu óc nó cũng không minh mẫn như lúc còn khỏe. Ít có ai mà già mà càng già mà càng thông minh lắm. Từ khi cái phước người này rất là dày thì càng già mới càng sâu sắc và càng thông minh. Chứ nếu như mà cái phước nó không được dày là càng già cái trí mình nó sẽ giảm xuống lại. Cái này nó là 100%. Nên cái cơ hội mà trong cuộc đời của mình mà được dự những cái pháp hội đặc biệt như lễ 4 ngày Bồ Tát Quán Thế Âm. Cái lễ Bồ Tát Quán Thế Âm là một cái phương tiện mà người ta đến mình dạy người ta một cái pháp tu để ta về người ta áp dụng. Vì biết rằng lễ 4 ngày Bồ Tát Quán Thế Âm nó cũng không đặc sắc bằng 4 ngày đó thuyết pháp. Bây giờ nhiều người chúng ta nè, quý vị suy nghĩ đi, nếu như mình mà không nghe pháp sao mình tu? Không nghe pháp sao mà tu? Bây giờ một chương trình lễ Bồ Tát Quán Thế Âm nếu như không thuyết pháp là lễ Bồ Tát Quán Thế Âm không có bao nhiêu người chứ. Tại vì người ta nghe thuyết pháp người ta mới hiểu được cái công đức lại Quán Âm, cái công đức tu hành sao. Và ta nghe pháp ta mới hiểu được cái vô thường của cuộc đời. Nhưng mà cái việc mà chùa chiền thuyết pháp thì lại không nhiều. Vì thấy giảng sư không đông. Vì sao? Người ta không dám tin rằng người ta lên ta ngồi thuyết pháp. Ta sợ thuyết giữa chừng quên thì sao? Rất nhiều người nhà Đức hỏi người ta vì sao ta không thuyết pháp. Ta nói thuyết thì sao? Những đức cũng không hiểu những đức thiết làm sao. Vì vì cứ nghĩ những đức đâu có học cái môn này đâu thiết làm sao. Những đức nghĩ nó rất đơn giản là mình tu được lợi ích nhiêu mình nói nhiêu. Nói nhiêu thì nó phát triển được nhiêu nữa thì nói nữa. Cái người mà thuyết pháp đừng có nghĩ mình nói nó trùng lập, người ta cười. Vì cái ngã của mình mà mình không dám đó. Mình đừng có lo chỗ đó làm chi. Cái câu trùng lập đó họ không có làm được. Cứ tiếp tục mà nói hoài đi. Nói càng nói nó càng xanh. Nó càng nói nó càng xanh ra. Rồi lâu ngày rồi pháp sanh tự nhiên luôn vậy đó. Rồi tự nhiên mình thành con người lão luyện thuyết pháp luôn. Gặp mỗi trường hợp mình đều thuyết pháp được. Nhìn xuống hội chúng là mình biết nên nói cái gì. Thì quý vị thấy hồi nãy gì như Đức nói cái gì đâu. Đúng không? Nếu quay tới quay lui thì nó chỉ có bao nhiêu đó. Nhưng mà quý vị lại thích nghe. Mà nghe lại thích mới ngộ vậy đó. Rồi mà thích rồi nó mới nghe. Cái thuyết pháp là cái gì? Thuyết pháp là một phương pháp giúp cho người ta vui. Lúc người ta vui đó, người ta lại được áp dụng một cái cách tu trong cái cuộc đời người ta. Cái cách tu á, thì mình chỉ người ta là xong rồi. Nhưng mà cái thuyết pháp là cái dẫn dắt. Dẫn dắt, dẫn dắt, dẫn dắt, dẫn dắt. Quý vị phải nhớ rằng là thuyết pháp là dẫn dắt nỗi buồn. Dẫn dắt cái nỗi buồn trong cõi lòng người ta đi. Có khi người ta buồn trong lòng người ta mà người ta không biết cách xả ra. Nhưng mà một buổi thuyết pháp mình á, là mình rủ mấy cái thằng buồn, có mấy con nhỏ buồn ở trong tâm cái người đó nó đi ra ngoài. À, nó là cái miếng mồi để mà rủ buồn ở trong tâm đi ra. Mà bản thân mình không lội được luôn quý vị. Nhưng mà ngộ thai, cái buổi thuyết pháp đó, đó nó lại lội ra, xô đẩy ra. Những cái nỗi buồn trong cõi lòng nó đi ra. Cũng vì nó được lợi ích người ta mới đến nghe. Chứ nếu như nó không lợi ích gì nghe làm gì. Nhớ. Nên 4 ngày lại Quan Âm Bồ Tát mà thuyết pháp 16 buổi nó quan trọng. Nó cực kỳ quan trọng luôn. Và từ hôm nay là những đức sẽ đánh mạnh vào cái việc dù vào buổi tối lại Quan Âm. Nhưng những đức cũng đánh mạnh vào cái chỗ là niệm Phật à. Tại những đức đã thấy được cái thù thắng này à.
Nhưng Đức không cần thiết phải nói cái sự cảm ứng gì của Quan Âm Bồ Tát đâu. Mà Như Đức chỉ cần đánh mạnh vào cái chỗ tín nguyện niệm Phật cầu sanh Cực Lạc, và chúng ta phải lại Quan Âm để cầu sanh Cực Lạc thôi. À, thật sự mà nói, mình nói cảm ứng viết giống như nó thừa, viết giống như nó bình thường quá. Bây giờ chúng ta thấy cái cảm ứng cuộc đời mình là rõ ràng nhất luôn. Mình mỗi ngày mình vui là thấy cảm ứng rồi, chứ cầu cảm ứng gì. Đó. Nên cái đức chúng này nó lớn, mà cái lượng người cái lễ viếng Quan Âm cũng rất đông. Thì mình ngồi ở trong cái pháp hội đó là mình đã kết duyên với bao nhiêu con người ngồi đó hết rồi. Nên mấy đứa nhỏ nhỏ mà nó chưa đi học, nó đến, nó dự, nó phụ việc trong chùa những ngày lễ viếng, phước bước báo lớn, phước báo rất là lớn. Nhưng ngồi ở đây có nhiều đứa nít, mình thấy không, cái thiện căn nó cũng không đơn giản. Giống như hai đứa bé nhỏ ngồi đàng hoàng coi con đó, ngồi cho ngoan ngoãn đàng hoàng nó có phước. Còn nếu như mình buồn ngủ thì mình nằm xuống mình ngủ chứ đừng có quậy, nghe không? Nhưng con nít gì là nó quá giỏi rồi, nó được, nghe không? Nên từ nơi đó tập luyện, cái gì cũng do rèn luyện mà ra mà quen giống gì chứ nghe. Con người ta mình gầy dựng chỗ nào nó ra chỗ nấy à, nó gầy dựng chỗ nào ra chỗ nấy 100% luôn. Nên mỗi một người mình, quý vị, được thân người này khó được, gặp Phật Pháp khó gặp. Mình có cơ hội để tích công lĩ đức, đây là cơ hội thù thắng. Nên khắp nơi nơi mà cái người mà mình muốn cầu an cho người thân, muốn cầu siêu cho người thân, rồi muốn tu nhân tích đức, là những cái ngày thứ bảy chủ nhật cộng tu này nè. Rồi những ngày lễ, tại vì chùa mình nó đi vào thật chất, vì thấy lễ lập hay là chủ nhật, vì thấy người ta đông gì mà bằng thờ đồ ngày nào cũng như ngày đó, có bài bố cái gì tùm lum đâu, vì thấy không, cái thật chất vẫn là quý vị nghe pháp vị tu á. Tại vì chùa mình chuyên tu, quý vị đến đây quý vị được lợi ích cái chuyện nghe pháp niệm Phật. Vậy thì những đức lôi ra hình thức làm gì? Còn nhiều nơi thì người ta phải tạo hình thức, vì cái mảng này nó không có nên người ta phải làm mảng kia. Nhưng mà những đức chắc chắn 100% quý vị đi đến chùa, mục tiêu quý vị là muốn cái lợi ích là quý vị phải nghe pháp niệm Phật. Chắc chắn quý vị luôn. Bảo đảm 100% đa phần Phật tử đều không bao giờ mong muốn rằng mình đi về chùa nghe ca hát. Trời ơi, ngoài đời người ta muốn đi coi ca hát thì ta mua một cái vé, ta vô trong rạp, ta coi bao nhiêu ca sĩ nó hát tá lả âm binh trong. Với mình bận đồ nó phù hợp vào cái mod của nó ở ngoài đó. Chứ bây giờ mà tự nhiên á, chùa chiền bây giờ mà tự nhiên mình, bây giờ ví dụ như những đứa ở đây, những đứa kêu đứa ca sĩ con gái nó đứng trước mặt, những đứa nó hát, nó bận cái áo dài mỏng lét, nó dẹo dẹo trước mặt mình. Mình thì mình phải nhìn rồi, nhưng mà nhìn thì Phật tử nó cũng nhìn mình mắc cỡ. Thế kỳ cục gì đâu. Thật sự mà nói con mắt mà sao không nhìn, mắt mà nó phải nhìn chứ, hiểu không quý vị? Không, nhà Đức nói đây là thật lòng, mỗi người mình nghe thì ai cũng vậy, nên nhận thức thử đi. Bây giờ nguyên một vàn người, ví dụ như bản thân những Đức mà ngồi gì mà một con nhát cơm nó trước mặt mình, nó nhảy tới nó lượn lui, mà nó bận áo dài trắng mỏng lét sát vô người nó, mà nó đứng trước mặt mình nó hát, mình thì mình phải nhìn, nhưng mà nó kỳ cục, mình nhìn thấy nó mất cỡ, nó thật lòng luôn á. Nó ngượng ngượng cái gì á. Không, ví dụ như Phật tử người ta ngoài đời, người ta mua cái vé, người ta lợi đằng gạp, người ta coi, thì người ta bận đồ gì cũng được, thì ca sĩ bận đồ gì cũng được, mày hát mày nhảy cỡ nào tao cũng coi được, gì nó chỗ nào nó ra chỗ nấy. Còn cái nơi mà thờ cúng, cái nơi mà tu hành, thì cái người ở nơi đó nên lấy một hai cái gì đó ở trong Phật Pháp mình nói ra, vì chủ xứ này là của mình, nên người ta đến đây mình cũng nói vài câu gì đó vì cái việc ở trong Phật Pháp. Như vậy thì những đức tin chắc Phật tử sẽ rất là thích. Tại đi đến chùa mục tiêu là như vậy, chứ không phải đi đến chùa nghe ca hát. Những đức bảo đảm 100% quý vị mục tiêu không phải đi đến chùa nghe ca hát. Bây giờ những đức hỏi Phật tử là Phật tử nào thích đi đến chùa mà nghe pháp niệm Phật đưa tay coi. Rồi để tay đi, quý vị thấy không? Đa dạng luôn, người ta đều thích như vậy mà đó. Nên những đức mong rằng trong Phật Pháp mình
Thí dụ như cũng có ca hát nhưng mà cuối cùng có ông bài để nó làm cho cái bầu không khí thay đổi một chút thì được. Nhưng mà đừng có lấy cái chỗ đó làm chánh tông, tự nhiên nhào vô cái đưa nó đi trước à. Vậy thì không được. Mình mới đi trước, thấy không? Ca sĩ đi sau, tu sĩ đi trước. Nhớ là mình là tu sĩ, ít gì cũng một vài lời của kinh Phật. Mình là đệ tử của Phật mà. Đức Phật năm xưa 49 năm thuyết pháp, mình ở trong hàng ngũ Tam Bảo, không lẽ mình không đem vài câu Phật pháp gì ra nói sao? Đừng có sợ, có gì đâu sợ. Nhưng Đức còn không biết sợ là gì, vì sợ gì? Vì nghĩ đi. Mà quý vị hỏi Như Đức, Như Đức có phải chủ trì chùa đâu. Như Đức chỉ là người coi chùa cho Hòa Thượng là sư phụ thôi. Nhưng mà Như Đức còn gan làm được cái chuyện, dù là trước mặt Như Đức vài chục ngàn người, Như Đức còn không chạy. Mà quý vị là người chính ở nơi đó là quý sợ ai? Người ta là người đi đến chùa mình, mình có quyền mình nói những điều gì mình cần nên nói, và ở trong kinh của Phật dạy vài câu ra mình nói ra. Để, nên những Đức có nói rằng tu sĩ đi trước ca sĩ. Nhất định như vậy. Những điều những Đức nói đây chắc chắn những Đức tin chắc rằng quý vị đều chấp nhận hết. Tại vì quý vị đi về chùa thích nghe pháp lắm, và nghe được nhân quả này kia đồ, để mình áp dụng ở trong cái cuộc đời mình, áp dụng trong cuộc đời mình để mà nó lợi ích. Vậy thì cái lời kinh tiếng kệ của Phật nó mới ý nghĩa. Quý vị mới nhớ là kinh của Phật phải có người giảng dạy ra. Mình được tụng kinh thì một hay hai câu kinh đó mình nói ra. Có khi trong cái cuốn kinh của Phật có một câu mà mình nhắc, mình đem một câu đó mình nói ra, là mình nói ra Phật pháp à. Nó lợi ích dữ lắm. Nên á, tất cả những vị trưởng đoàn khắp nơi nơi mà về chùa mình mà giữ lễ đó, 4 ngày lễ Viếng Quan Âm á, nó ý nghĩa dữ lắm. Cái chuyến đi bị dẫn người ta đi, bị chịu khó cố gắng dẫn đi, trưởng đoàn sắp xếp đồ, ban bệ rủ người ta lên chương trình đồ, lên lịch đồ, rồi bị đưa lên những trưởng đoàn ở khu vực nào miền Bắc có ai có ai, gửi tin nhắn vô đây, rồi ở đây những Đức sẽ cho mấy chú ông đưa số điện thoại lên trên mạng, để cho mỗi một cái tỉnh thành như ở thành phố hay là Đồng Nai, Vũng Tàu, các trưởng đoàn chú Kiệt ông đưa lên. Rồi những Đức hay có một bài giảng ngắn, những Đức lấy những cái số điện thoại vì những Đức đưa lên, để cho các tỉnh thành người ta coi được, người ta điện thoại cho quý vị là chương trình quý vị đi sao sao, để cho người ta đi chung. Có những người người ta mình người ta muốn đi mà người ta không biết đi sao, nên cần biết được cái trưởng đoàn nó đi cách đi sao sao. Ví dụ như cái chỗ xe mình đậu cách nhà ta xa quá thì mình chỉ người ta đi xe ôm lại chỗ đó đó, đứng đó đó, rồi tôi chạy xe ngang tôi ngước đi, vậy là được rồi. Nó nên mình chỉ dẫn cho người ta thì đó là một cái phương tiện để mà mình tạo điều kiện cho Phật tử được đi đến chùa. Quý vị biết rằng mình là ông thầy là mình chỉ dạy người ta, chùa mình mà đông là mình biết chỉ người ta, chứ mình mà không chỉ người ta biết gì đâu mà làm. Nó nên cái điều mà Như Đức nói nó rất là đơn giản, quý vị thấy không, mà lại chỉ người ta, nó chỉ người ta để mà người ta dẫn người đến chùa tu. Thí dụ như mình là ông thầy niệm Phật mà không ai biết đến mình chứ, không ai biết đến mình. Ví dụ như ngày xưa Nhân Phú ông sống, Nhân Đức thầy Phú, ông biết chùa mình cái pháp tu rõ ràng chứ nghe. Ông lên thành phố chứ anh á, ông cũng hướng dẫn ta tu được số người chứ phải không, không được đâu. Nhưng mà ông phải làm cách này nè, có một Phật tử quen nào ở đó, ông nhờ người ta, cô giúp giùm thầy cũng muốn phát triển chùa niệm Phật, mỗi tuần chủ nhật đồ cổng tu, cô rủ giùm một số người đến để mình lập nơi này thành nơi niệm Phật, đúng không? Rồi từ mấy người đó đến đó, mình nhiệt tình, mình lo lắng cho người ta, mình đừng có kêu gọi cái gì chứ, người ta cảm tình với mình. Cái khôn nhất á, đừng có bao giờ làm cái gì cái bỏ số tài khoản vô liền. Bây giờ như bà bản thân những Đức đưa số tài khoản lên 100 số, người ta cũng không dám nói tới.
Vì những đức làm người ta thấy rõ ràng, mà những đức còn không làm. Nên những đức nói với mấy cô, tất cả những chương trình của những vị trưởng đoàn những đức cho mấy cô, tại mấy cô nghe những đức giảng mấy cô hiểu hết rồi. Là mấy cô tự làm chương trình gì đó đối với Tam Bảo đàng hoàng, mình làm đúng với cái tâm tư của mình, không có dám làm sai. Mấy cô làm, mấy cô quyên góp cái gì mấy cô làm gì Phật pháp, đừng có đưa số tài khoản những đức chung với số tài khoản mấy cô. Một người thôi, chỉ có một người thôi. Còn bản thân ở chùa mình ở đây thì cái chuyện đó của những đức, hiểu không? Những đức cũng không có dùng số tài khoản ở trong cái bài giảng những đức. Nó là chỉ có một mình mấy cô, đó là những đức nói rõ ràng rồi đó, là mấy cô được như vậy. Phật tử cứ yên tâm, vì tất cả những người trưởng đoàn đều nghe những đức giảng pháp, mọi hiểu hết trơn rồi. Nó còn ai làm không phải, người ta gán chịu. Còn mình đã đến với người ta đừng có nghi ngờ, mình làm cho nó, mình yên tâm đi. Mình cúng dường là tôi cỡ gỡ tiền cúng dường Tam Bảo. Dù người ta đưa lên chương trình làm này làm kia, nhưng nói tôi cúng dường Tam Bảo, tôi làm việc Tam Bảo. Rồi cô cứ làm việc cho Tam Bảo là đúng rồi, cô đại diện để làm, tại cô trưởng bán đó, như vậy được rồi, họ dính những đức vô trong đó, cái đó là hay nhất đó. Nên những đức còn không như vậy, nên những đức thường nhắc các anh em trong chùa mình khi bước ra ngoài, đừng có dùng cái cách mình phóng sanh mình làm gì cái mình đưa số tài khoản vô. Cái đó là những đức nói những anh em trong chùa thôi, còn ai làm kệ người ta. Còn khi người ta có quy đức, có nhân duyên vậy rồi, người ta làm được. Còn mình mới đừng có chơi cảnh này, mình chơi cái này là người ta tránh xa mình luôn. Ông có bản lãnh gì mà ông dám? Chưa gì hết ông đã tính tới chuyện tiền bạc, đó là dại khờ, không phát triển được đạo tràng đâu, bậy quá. Mình có điều kiện, có đồng chơi hết đồng, có 10 đồng chơi hết 10 đồng, người ta sẽ nhìn ra liền. Mình mà chịu chơi như vậy là người ta chơi với mình à. Yên tâm đi, trời, cái đường này tôi đi rồi mà, kinh nghiệm quá mà, hiểu không? Những đức tin chắc quý vị 100%, ai cũng thích kẻ quân tử một chút, chơi phải gan một chút. Mà mình chơi với cái người mà nó gan, mà nó có hiểu biết, mình cũng yên tâm nữa. Gan nhưng mà gan đúng nơi đúng chỗ, phải không? Đó, ai mà không có cái gan. Nhưng đòi hỏi cái gan của bạn có phát triển hay không? Cái gan gì cái gì, hiểu không? Đó, nên những đức thường nói những anh em quen quen mà gặp nhau, đức nói đừng có làm chương trình phóng sanh, chương trình này chương trình kia, cái đưa tài khoản lên nè, bậy quá. Mình làm gì không có được bao nhiêu đâu, bậy. Mình cứ làm với khả năng mình, dùng ký cá cũng được, đâu cần nhiều đâu. Một ký cũng là phóng sanh, vì khả năng mình đã làm hết lòng rồi. Một ký cũng được nữa, đâu có sao đâu. Rồi cái đi về chùa mình nói chuyện vài câu Phật pháp cho người ta nghe, chỉ cần mình niệm Phật là mình nói được à. Mình cứ nói về niệm Phật, mình nói 10 phút 15 phút cũng được, từ từ mình lên từ từ, thì tức khắc quý vị lên đô. Con đường này đi vài năm sau là hình thành một đạo tràng, và quý vị có thể làm việc ý nghĩa trong cuộc đời. Còn nếu như mà lao tàu lao bất xế, những đức nói với một số anh em ở trong chùa, đây là tôi nói trong chùa nghe, không nói ai hết, nói anh em ở trong chùa mình thôi. Mình nói một câu vậy nè, mấy ông nhớ, bây giờ một người này cực kỳ nổi tiếng luôn, họ nổi tiếng gì về cái giảng pháp mà người ta đến, họ đến là người ta đến y luôn. Họ nổi tiếng mình ít gì mình cũng đi vào họ được ba, thì mình mới rủ họ lại, mình mới phát triển được đạo tràng. Còn nếu mà họ nổi tiếng, họ dẫn một đống Phật tử đi đến chùa mình lo muốn le lử, xong rồi họ về Phật tử đi theo họ về hết trơn, chùa mình vẫn vắng tanh. Vậy thì dù quý vị có rủ bao nhiêu người về, chùa quý vị cũng vắng tanh như chùa Bà Đanh. Vậy thì muốn ngôi chùa mình phát triển là bằng cách nào, phải không? Ngôi chùa quý vị và cái người mà giảng pháp đó phải có một cách tu giống nhau. Quý vị phải có cái tông nói chuyện giống người đó, mà do vì chưa có cơ hội người ta biết đến, nên phải nhờ người này đến giảng pháp để cho người ta biết quý vị. Khi cái người đó giảng pháp thì ít gì quý vị cũng nói được vài câu, lấy cái tư tưởng của người giảng đó mà người ta nghe đông đó, mình nói vài câu của tư tưởng người đó để người ta nhìn mình. Tại vì chưa ai nhìn mình nên mình dùng cái cách để người ta nhìn mình. Khi người ta nhìn mình rồi mình đưa cách tu giống giống người đó ra, thì tức khắc người ta nói hôi gằn gằn lại như chùa thầy tu luôn đi. Đó là khôn, cực kỳ khôn luôn, hiểu không? Người đó mới là người khôn chứ. Trời ơi, mình đem người ta đông, người ta nổi tiếng gì, cuối cùng người ta giảng xong người ta cũng đi theo người đó, có theo mình đâu, tại vì mình có gì đâu mà đi theo mình. Năm xưa tôi nói thầy trên kia nổi tiếng quá trời, tôi nhìn ra tôi chưa nổi tiếng, ai mà nhìn tôi? Có lần giảng ở đây thầy không lên giảng với Di Đà hay gì, cái lần hồi xưa mới xuống đây, tự nhiên hòa thượng của hôm qua tự nhiên kêu tôi ra liền, cơ hội
tôi đâu có trốn đâu trời. Hồi đó tôi còn hô hốc ôm dơm nhách mà tôi xẹt cái mặt ra liền. Nhiều cô hồi đó nó nghe thầy nè, ông chú này sao nhìn ông khô khan cằn cỗi ôm dơm nhách. Kệ, nhưng mà nhất định cũng có một số người sẽ kết à, tại vì mình dám chơi, hiểu không? Tôi bước ra liền, cơ hội tôi không có bỏ, thấy không? Bước ra nói chuyện liền, tôi nói cái tông giống 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 thầy trên kia. Người ta để ý tôi liền, nói cái thằng này, chú này giống giống nè, giống giống, hiểu không? Hồi xưa thầy trên kia niệm Phật, ví dụ như A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mình niệm theo giống giống, để cho người ta để ý, thấy chưa? Mình để người ta để ý, ông nổi tiếng như ông này giống giống, ta để ý mình, nhờ để ý vậy mới lên, đúng không? Đó. Nên từ nơi đó cái cách đó là, nó muốn làm cái cách mà nhờ người là mình phải giống người. Còn mình không có một chút gì giống người ta, chứ mình mời người ta lỡ thì người ta cũng đi bắt tiêu. Mãi mãi chùa mình vẫn vắng tanh. Đây là tôi nói rất rõ ràng rồi, còn gì? Hiểu không? Thì công nhận không? Cái đạo tràng ta thành công gì thì người ta nói rồi, còn gì nữa là sai nữa. Mà người ta ngồi ở nhà có một chỗ, nó có đi đâu đâu. 10 năm nay vị thấy những đứa có đi đâu không? Tới bây giờ những đứa vẫn không đi đâu luôn. Quý vị biết Phật tử mà họ rủ những đứa đi không có ít đâu. Những đứa nói thiệt quý vị biết luôn. Cả Phật tử nước ngoài người ta còn rủ những đứa đi ra ngoài đó kìa. Tôi nói tôi không thích đi nước ngoài. À, tôi thích ở nước nhà. Nhà mình ở nó ngon. Phật tử về đây thấy cũng yên tâm. Nên cái chương trình mà giảng pháp của những đức không có một cuộc điện thoại hỏi thầy có giảng không. Kinh khủng không? Đông gì đó. Không có một cuộc điện thoại nào mà điện từng này thầy có giảng không. Vì 10 năm như một ngày mà hỏi làm chi cho nó mệt thì. Vì thấy từ xưa giờ những đức tổ chức lễ có bao giờ không có mặt những đức không? Nên những đức nói với mấy anh em trong chùa phải tạo cái uy tín đó. Đưa lên cái chương trình gì là phải làm cho đúng. Đã đưa lên là phải làm cho tớ luôn vậy nè. Nó không có thành công thì kỳ sau kinh nghiệm lại, chứ đừng có đưa lên mà bỏ cuộc. Nó, cái lịch chương trình những đức đưa lên có bao giờ những đức bỏ cuộc không? Không bao giờ bỏ cuộc. Từ khi thí dụ như từ đây tới lễ vía Quan Âm Bồ Tát 4 ngày mà tự nhiên cái ngày đó cái tự nhiên thì thôi chịu thua xỉu rồi. Tự nhiên cái ngày đó tự nhiên thì thôi xỉu rồi, giờ bó tay chịu thua chứ sao giờ. Còn nếu như mà người ta bình thường thì người ta lên tới cùng chứ sao. Không, mình nói lý do vậy á. Hay là từ đây tới ngày đó tự nhiên tôi giảng sanh trước ngày đó thì sao. Thì thôi tôi đâu có lên được gì, tôi hứa nhưng mà tôi đi rồi. Thì thôi quý vị đi đến tu nhiều ít gì kể quý vị. Thấy không, máy niệm Phật tôi đặt sẵn hết, từ bữa đó tặng thôi, có gì đâu. Nó nên từ nơi đó hay không? Chứ chưa bao giờ mà nói là thắt hứa quý vị vì chương trình. Lên lịch là phải lên cho đúng, lên là phải làm. Nên những đức mong rằng mấy anh em ở trong chùa mình thôi. Sau này mấy ông mà đứng lên, mấy ông làm giống gì nè, mấy ông thành công tiếp tục à, y rang đi. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện niệm Phật cả đời, và cuối đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, chùa chúng ta mỗi tuần chủ nhật quý Phật tử khắp nơi về đây tu rất là đông. Chúng ta nương vào cái công đức niệm Phật, nghe pháp, phóng sanh cũng đi thực. Công đức này của đại chúng lớn dữ lắm. Nên mình có thể hồi hướng cầu an cho người thân, hồi hướng cho con cháu của mình. Thù thắng lắm quý vị. Nên tất cả các cháu nhỏ về đây, các con cũng được hồi hướng cái công đức này. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho có sức khỏe, thông minh, học giỏi, ngoan, biết nghe lời cha mẹ. Chúng ta nguyện đem cái công đức của toàn thể đại chúng tu này, nguyện hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ,
và hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạo quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan, chết ức và chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chư hương linh, nguyện cho tất cả chư hương linh đều được thừa hưởng công đức này mà thần thức sáng suốt tỉnh táo, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ và nương vào bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn khổ đau như cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí nhờ cung, tự tật biển thập phương nhất tiết Phật tự cầu. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đăng ngô tịnh chung ngã kim ti nhự cung, tự thực biến thập phương nhất tiết hộ tình công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đăng cô hồn chung ngã kim ti nhự cung, tự thực biến thập phương nhất tiết cô hồn công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án mộng lũng lắng ta bà ha, án mộng lũng lắng ta bà ha, ta bà ha. Án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, bà và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vạn sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng ta mời quý Phật tử tập trung vô, chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Có đâu cả chục chiếc xe, 50 chỗ ghé. Sẵn dịp mình cũng đi thực cầu siêu cho người thân của mình, và mình làm lễ phóng sanh công đức rất là lớn nha. Cái công đức phóng sanh lớn lắm quý vị.
mỗi một người chúng ta đến cuộc đời này mà mình thấy bệnh hoạn, thấy yếu ớt quá là do nghiệp sát mà ra. Còn có những người ta đến thế gian này người ta khỏe mạnh lắm thì do từ ăn chay phóng sanh mà ra. Nên một cái công đức phóng sanh mà mình bỏ tiền ra mình phóng sanh thì trong đó tài thí có pháp thí và vô ý thí. Tài thí thì mình sanh ở nơi nào mình cũng có của cải vật chất. Quý vị coi, nếu như chúng ta tu mà mình nghèo quá cũng khó tu, có phước chút vẫn là tiện tu, phải nhớ. Và pháp thí thì giúp cho mình thông minh trí tuệ. Con người mà mình có tiền mà mình thiếu trí tuệ thì mình cũng làm ác à, chứ mình không thể nào làm thiện được. Nên tài thí thì phải có pháp thí. Pháp thí là phương pháp mình chỉ người ta, tặng máy nghe pháp, tặng máy niệm Phật và dẫn người ta đi tu cũng là pháp thí. Niệm Phật cho người ta nghe cũng là pháp thí. Nên trong cái tài thí phóng sanh có pháp thí, là mình quy y cho những con vật này, đó là pháp thí. Rồi mình thả nó bay đi là vô ý thí. Khi mình thả con chim bay đi mà mình vui vẻ, mình niệm Phật thả nó đi, đó là vô ý thí. Cái tâm vui vẻ là mình được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Trong một cái đồng tiền phóng sanh mà chúng ta có tài thí, pháp thí vô ý thí, và chúng ta đem công đức này hồi hướng cầu an cho người thân mình và những người bệnh đau ung thư, bệnh này bệnh kia, chúng ta cũng có thể hồi hướng để cầu an cho họ. Và những người ung thư bệnh đau, chúng ta nên phát tâm ăn chay trường và niệm Phật phóng sanh thì tiêu nghiệp hết bệnh. Phải nhớ, chúng ta đọc tam quy y xong mình thả chim, quý vị: quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng vỗ tay niệm Phật để thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, chúc quý vị luôn luôn an lạc vui vẻ nha. À, chúng ta qua chai đường hoặc qua cái chỗ phát cơm này nè, mình lấy cơm hộp mình dùng, quý vị. Chúc quý vị ăn cơm ngon miệng nha. A Di Đà Phật.